sạc đi. Chưa sạc đèn đi trang rồi. Bật lên rồi. Hello. Hello mấy chị ơi. À, em like một cái like này nữa là em dồn ha. Em dồn ngày mai em sẽ gọi chốt đơn hết rồi em nghỉ tới 2 ngày nữa nha mấy chị. Tối nay em like Solen nè, em like bữa nay nữa là em dồn luôn tới ngày mai em chốt đơn hết luôn nha. Là em nghỉ 2 ngày nha. Ngày 7 tay em mới bán lời được. Solen đồng giá 85.000 cho em ha. Bây giờ mấy chị muốn like size nào em like size đó trước, em có size 2 tới size 5. Có thưởng hồi xưa có bà nó vô với chê em. À, dáng em mặc bà ba không đẹp. À, lưng hơi cong. Mệt ghê. Ừ. Lên size 5 ha, rồi ok lên size 5. Ui da, ui da. Tại vì cái này nó không có đều á. Nè. Bà ba ở sao lại 100.000 ống ôm có túi á chị Diệu Ngọc. Bà em đang mặc là bộ màu cam. Size là size 2 ha, 2 3 4 5. 85.000 bộ Solen. Mẫu em đang mặc nè, đẹp quá. Solen đẹp lắm luôn, Solen mà có 85.000 hả mấy chứ đẹp ơi. Chia sẻ giùm em like bữa nay ngày mai dọn đơn nha. Ngày mai là bên em dọn hồi buổi trưa này là like luôn. Chốt luôn không có giữ đơn được nha. Tại em nghỉ tới 2-3 ngày là lên đông đông giùm em nha mấy chị. Có đủ xay từ 2 tới 5 70kg, 67-68kg đâu về vừa. Cảm ơn chị Thuận. Người đẹp đồ cũng đẹp quý xứng không. Rồi chia sẻ like giúp em nha. 85.000 vải Solen cao cấp giùm em. Em về 1.000 bộ lận yên tâm đủ cho mấy chị lựa luôn. Anh mới chắc có xe 5 không á hả? Trời. Mấy chị muốn chốt xe máy nè, comment đi em chốt xe cho mấy chị nha. Muốn like xe máy. Xay 4 với xay 5 là em nhiều nhất, xay 3 em cũng ít thôi. Có mẫu cổ ren nữa, cổ ren là bên em theo trực tiếp lên. Lấy cho em bộ số 5 màu vàng nghệ 5, 65, 70kg, 85.000, Solen. Solen không có giá này đâu mấy chát. Này em có 3 mẫu cổ thiêu luôn. Nghệ giùm em nè. Nghệ xay 5. Cổ thiêu trực tiếp lên nền vải nha. Thiêu trực tiếp lên nền vải giùm em. Vải Solen mịn đẹp lắm, không có mỏng gì hết. Hàng này là hàng sale bên xưởng. Hàng cù cuối năm á, toàn mẫu này mẫu kia người ta xả nên em mới sale được cho các chị nè. Chốt giùm em vàng 5. Dạ, bữa nay lai tối chị yêu. Rồi Solen về nhiều quá trời luôn chị Công Trinh ơi. Nghệ này em có nghệ 4 luôn. 85.000 một bộ giùm em nha. Cổ thiêu nha, thiêu trực tiếp. Tại vì em like bữa nay cho mấy chị hồi trưa mà mua Solen mua không được. Cho mấy chị hồi trưa mua Solen mua không được á, thì bữa nay chiều nay mua. Tối nay mua rồi đi chung luôn. Ngày mai bên em không giữ đơn nào hết nha. Tại vì em nghỉ tới 2-3 ngày vậy em đi công chuyện là chị nào lấy nghệ chốt nghệ 5 giùm em, nghệ 4, nghệ 5. 85.000 Solen. Chia sẻ like giùm em nha, nghệ 5 85.000. Xay 2 tới xay 5, chị nào mua giùm em bộ mở hàng. Ngày đó ngày mấy nè? Ngày 4, ngày 5. Dạ anh chào chị Minh Quỳnh, 85.000. Đẹp quá. Ngày 4, ngày 5 hình như mình có ngày 3 luôn rồi nhớ. Ngày này mình đủ xay luôn. 85.000 Solen, đẹp lắm. Xe giùm em đi.
4 rồi mày chết. Dạ em chào chị Diễm Thúy. Dạ hôm qua với bữa nay em dồn ngày mai là em sẽ giải quyết hết các đơn cho chị luôn. Dương này dương 4 giùm em. Có dương 4 và dương 5. Đang mặc 85.000 số 2. Em đang mặc là size số 2 màu đỏ cam. Có số 2, số 4. Số 2, số 4, số 5 luôn. Số 3 nữa thì gì ạ. Dương chốt đơn giùm em. Dương này dương 4, dương 5, dương 3, dương 4, dương 5. Số 2 em còn có mấy bộ là em hết rồi. Số 5 dương chốt cho Nguyễn Thị Thuận mở hàng giùm em. Rồi số 5 dương 85.000 vải su len mặc đã đời luôn. Số 5 dương 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 dương. Chia sẻ giùm em nha mấy chị ơi. Có 85.000 rồi em lên màu nè. Đợi em xíu em xảy em sắp tới giờ. Trời ơi, đẹp lắm. Quần 2 túi su len nha. Số 5 là 65 đến 70kg nha em gái. 70kg là phải cao mới vừa. Thấp quá là không vừa luôn nha em yêu ơi. 85.000 bộ su len. Đen 5 chốt đơn giùm em. Chốt đơn giùm em đen 5. Số 5 này khoảng 5, khoảng 67, 68kg trung bình là được nha. Đen 5 nè. Trời ơi xuất sắc luôn. 85.000 su len giùm em. Đen này em có size 3, size 4 và size 5. 85.000 chốt đơn. Chị Diệu Ngọc ơi, chị lấy xe máy vậy chị? Chị đẹp, chị lấy xe máy. Đen 5 em chốt chị Diễm Thúy nè. Dương 5 em chốt Nguyễn Ngọc. Dương 5 em chốt Nguyễn Ngọc. Lấy dương 5 giùm em. Đen 5 chốt Minh Quỳnh. Dương 5 á. Cây ngoài này nè. Nè 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 nè. Hay là lấy cái cây tương kia cũng được. Hay lấy cái cây tương kia đi. Đen 5 cho Diễm Thúy. Dương 5. Đen 5 Nguyễn Thị Thuận. Được sao mà xa dữ vậy. Đen 5 Nguyễn Thị Thuận. Bộ treo 100.000 giùm em. Size 3 chị Diệu Ngọc nè. Ok em chốt. Đen hay vậy? À, vậy hả chị? Đen 5 cho Võ Thị My không có. Diệu Ngọc này là đồ khác. Đen 5 em chốt cho Võ Thị My. Ủa Võ Thị My hàng chưa nhận mua nữa. Không có chốt nha chị ơi. Hàng chưa nhận mua dập dập 2-3 đơn á. Cả triệu hơn rồi em không chốt nữa nha. Hàng này không có số 6 em đang 3 chốt gắm Nguyễn. Đang 3 em chốt chị Công Trinh. Vậy mà bà hôm qua hồi trưa bà chê em mặc bà ba lưng cong không đẹp. Đang 3 em chốt chị Công Trinh. Đang 3 em chốt chị Kim Hiền. Vậy là nhận rồi, vậy đen 5 cho Võ Thị My. Chị nào lấy đen chốt đen giúp em 85.000 nha. Đen 5 nè. Xay máy mới được. Dạ không, em không có lên bà ba chị, em lên hồi trưa rồi. Rồi, đen 5 chị nào lấy đen 5 nó chốt đen 5 giùm em. Bà ba bây giờ em chỉ còn 1 2. Chị Diệu Ngọc hồi nãy lấy số mấy ta? Chị Diệu Ngọc là màu măng cục, màu ruốc, màu xanh cổ dịch, ba màu đó của bà ba em hết trơn rồi chị đẹp. Bộ em mặc không có đen 3. Mẫu em mặc không có đen 3, mẫu em mặc có màu mấy số 3 anh. Ủa đang lên số 5 này chị, nãy giờ lên 2 bộ rồi đó chị, 2 màu rồi đó. Xanh đen. Đây, 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 xanh đen, cổ giống vậy nha.
Bộ em đang mặc có xanh đen số 3 nè chị. Chị Kim Hiền. Có xanh đen không có màu đen. Tại vì nó là cái viền đen rồi nên không có lên đen. 85.000 bộ giúp em xanh đen nè. Xanh đen size 3, có em mình có mấy bộ, có 2 bộ à. Em không hàng này không có số 6 chị. Xanh đen số 3 em chốt chị Kim Hiền. Nè, nói cái tướng con nhỏ này đẹp mà nói đẹp thì dễ thương ha. Con cảm ơn cô nha cô ơi. 65kg bộ treo có không, lấy hai bộ màu tím với màu rút. Dạ có, tím với rút số 4 chốt chị Ngọc qua cho em số điện thoại nha chị đẹp. Em không có số 6, hàng này em có số 5 không mà chị gái. Em không có số 6 nha. Rồi lên bây giờ lên số 5 cho mấy chị lựa nè. Số 3 em còn đen với còn màu gì em quên mất tiêu rồi. Cái này có số 5 nha chị, đỏ cam số 5 cho Tuyền Nguyễn nè. Bay qua đây chốt số 5 giùm em. Nói gì hả? Đỏ cam là em đang mặc á. Đúng rồi. Qua trắng gì chị? Qua trắng gì ở đâu đây chị đẹp? Dạ. Đỏ cam số 5 mình còn không em đang mặc. Lắp bên này. Có không? Đỏ cam hết, đưa nguyên cái cọc lóc em mặc lên đây. Phải mẫu đó không? Sô len mà có 85.000 rẻ như cho luôn. Rồi đỏ cam số 5 chốt chị Loan Võ. Màu tím em có size 1. Tất cả các màu treo trên size 1 hết, chỉ có màu nâu là số 3 thôi đó chị. Đỏ cam 5 chốt Loan Võ, bình luận một lần thôi em thấy rồi chị gái. Nè đỏ cam mẫu em đang mặc số 5 nè. Hột gà 5 nè, số 5 là 65-70kg, 70kg cao chút xíu dùm em gái. Hột gà mẫu em mặc số 5, xô len mà có 85.000 thôi, vải rất là đẹp. Mà hột gà xay 5 này em có 2 bộ, chốt đơn dùm em, 66-67kg số 5 đẹp, hơi cao xíu nha. Nè, quần 2 túi đàng hoàng cho các chị, vải rất là đẹp luôn. Không, mấy chị không đi mua ở đâu cũng được hết, em gái nói thiệt. Chị nào lấy hột gà chốt dùm em. Màu đen với màu nâu số 3 chốt chị Diệu Ngọc nè. Màu nâu ở trên. Ôi chết cha, màu nâu ở trên số 4 rồi chứ ơi, sorry. Dạ độ trên tường 100.000 bà ba ống ôm có 2 túi. Hột gà số 5 chốt giùm em. Lá 5 mẫu em mặc 85.000. Anh lấy bà bò một tiếng ra đây em coi coi. Trời ơi, trưa em mua em bán bà ba mấy chị không coi. Vậy em lên xuống lên mấy chị đồ bà ba. Anh tung bán bà ba đưa xuống hết mà em đi. Đỏ cam số 3 em chốt chị An Nhiên. Xanh lá 5 em chốt Loan Võ. Chị nào lấy lá giùm em lá 3. Ừ khỏi coi. Lá 3, 4, 5 giùm em. Lúc hồi trưa bán bà ba thì mấy chị không vô mua, giờ đang xô lên mấy chị hỏi bà ba không à. Lá 5 em chốt Loan Võ 85.000, lá 5 chốt Nhung Phạm. Vậy em không có bán được. Đúng rồi, lá 5 mẫu đó giùm em 85.000. Rồi chốt giùm em vàng tươi, lá 5 mình còn không? Lá 5 em hết rồi chị đẹp. Lá 5 mẫu em đang mặc hết rồi Võ Ánh ơi. Lấy cái màu tím, lá 4 cho chị Thảo Nguyễn, lấy bộ màu tím. Lấy bộ màu tím bà ba cho chị gì coi á. Lá 4. Lá 4 nè. Phải không? Lá 4 chốt Thảo Nguyễn. Lá 4 em chốt Thảo Trần. Tám năm ngàn bộ xô len đẹp lắm. Mẹ chị là phải mặc số 6 rồi, số 5 chắc chật cái chị Minh Quỳnh ơi. Mẹ chắc mình phải mặc số 6 cho mẹ rồi đó chị. Mang cục 5 giùm em. Dạ bà ba 100.000 màu tím nè chị Kim Ngọc. Bà ba 120 em bán có 100 mà, quần ống ôm nha. Quần ống ôm dòm giùm em đi, giờ em mặc không được mấy chị. Áo có hai cái túi rất là đẹp. Áo có hai cái túi 100.000. Chị nào lấy đỏ đô, chốt đỏ đô giùm em.
Có tím xíu em lên liền chị, mẫu này mỗi màu em có mấy cái à. Chị nào lấy đỏ đô, chốt đỏ đô giùm em. Đỏ đô này em có xay, hồi nãy phải để cái mẫu này qua một góc riêng á. 345 đỏ đô giùm em, Solen 85.000 mấy chị mua không được. 85.000 một bộ Solen, chia sẻ like giùm em nha mấy chị đẹp ơi. Đỏ đô 345 mấy chị đẹp ơi. Rồi đỏ đô 5 em chốt chị Võ Ánh nè. Rồi. Rồi bà ba số 3 đen. Rồi để chốt sau đi chị Công Trinh. Đỏ đô 5 cho chị Nhung Lâm, đỏ đô 4 cho chị Thảo Nguyễn. Đẹp lắm, Solen mà chỉ có 85.000 thôi chị. Đỏ đô 4 không có hả? Xích xa. Kìa. Đỏ đô 4 cho Thảo Nguyễn, đỏ đô 4 chốt chị Diệu Thơm. Đỏ đô 4 em chốt. Dạ không có Solen thứ 6 chị. Chốt cho chị Anh Thư 85.000. Cái hàng này về, lô này về em có số 6 rồi. Cái đó thì để gần luôn đi, để hai cái gần với nhau đi mình cho mình dễ thấy. Đỏ 5 em chốt chị Diễm Thúy rồi á chị. Ồ, đỏ 5 chốt chị Diễm Thúy nè. Còn chị từ còn hai ba tiểu là. Đỏ 5 em hết hàng ha. Chốt giùm em tím nè. Tím này em có size 3 nè. Size 4, size 5, 3, 4, 5. Xuất sắc màu tím quế luôn, 85.000 Solen. Thì 85.000 là mấy chị đi ra ngoài mua chỉ được 1 mét vải thôi nha. Tím 5 cho Võ Thị My. Dạ sao không chị? Số 2, 52, 53 ký vừa á chị đẹp. Tím 3 cho chị Kim Hiền, cái cọc này nè. Đúng rồi cọc đó. Có cái kiểu khác không? Tím 5 cho chị Võ Ánh, tím 4 cho chị Thảo Nguyễn. Tím 5 mình còn không? Tím 5 còn không? Tím 5 em chốt cho Nguyễn Thị Thuận. Xanh đen số 3 cho chị Phạm Phượng. Xanh đen số 3 mình còn bộ. Ok. Lắp vào kia. Xanh đen số 3 em hết rồi chị Phạm Phượng ơi. Dạ bữa nay em like tối là ngày mơi dòng đơn á mấy chị. Rồi xanh đen số 3 em hết đi chị Phượng. Rồi đỏ tươi giùm em, đợi em xíu qua mẫu liền ha. Đỏ tươi em có 3, 4, 5. Rồi em đang mặc đỏ cam số 2 nè chế. Số 3. Dạ ok chị Minh Quỳnh. Đỏ này chốt đơn giùm em 3, 4, 5 đỏ tươi ha. Từ 55kg cho tới 70kg, 67, 68kg cao xíu. Đỏ tươi chốt đơn Solen 85.000 ở đâu bán cho mấy chị đỏ tươi. Ha ha, vàng tươi đẹp quá. Trời ơi trời, cái màu vàng trời ơi xuất sắc luôn rồi. Ôi cái màu vàng. Vàng này 3, 4, 5 giùm em. Đỏ chị Lệ Liễu, chị mặc số 2 hay số 3 chị? Lệ Liễu đỏ 3 đi. Đỏ tươi số 3. Trời ơi màu vàng nè. Trời ơi trời, nó nổi 85.000 Solen giùm em ha. Solen thì em vàng 5 em chốt chị Công Trinh. Vàng đẹp quá. Thiệt luôn á. Vàng 2 em không có chị Minh Quỳnh ơi. Vàng 5 cho Trần Thị Điệp em chốt còn không anh? Em hết vàng 5. Đỏ tươi số 4 cho chị Thảo Nguyễn em chốt. Duy Duyên hả? Nè còn phải không? Cái này cậu này mà không có. Ờ đúng rồi. Đỏ tươi số
số 4 cho chị Tâm Phạm và vàng 4 cho chị Tâm Phạm. Trời ơi hai màu em khoái luôn chị Tâm Phạm ơi, em khoái quá. Trời ơi màu vàng là xuất sắc luôn trời. Chốt hồng giùm em. Hồng này em có 3, có 4, có 5. 85.000 vải xô len giùm em. Trời ơi nó đẹp khủng khiếp luôn. Chốt hồng giùm em 3, 4, 5. Hồng 4 em chốt chị Thảo Nguyễn. Chưa, hồng này hồng 5. Rồi hồng 4 em chốt chị Năm Lùng. 85.000 đẹp xinh sắc luôn. Thương cho em gái xin nút chia sẻ nha. Quần bạc đồ bộ là bóng ôm chị ơi. Màu này màu mắm ruốc số 5 chốt Loan Võ nè. Mắm ruốc giùm em. Mắm ruốc nha nè, em đang like nè, mắm ruốc giùm em có xay. Mắm ruốc này mình có màu gì? À mắm ruốc này em có 3 nè. Có 3 rồi, có má luôn. Ừ có má luôn. Rồi có tía luôn không? Không. Rồi, mắm ruốc này em có 3 kìa. Bên kia, bên kia. Ừ cái cây ngay chính giữa, cái cây kế luôn. Ngay cái chân anh. Ừ phải không? Không. Trời, ừ phải không? Không không à. Rồi, vậy mắm ruốc có 3 4 à. 85.000. Mắm ruốc 5 chốt Loan Võ. 85.000 mắm ruốc 5 chốt Loan Võ nha. Chị Lệ Liễu màu ruốc 3. Ruốc 3 nè. Đẹp quá trời luôn, xanh đen giùm em. Ruốc 5 em không có nha. Ruốc em có 3 4. Xanh đen em có 3 4 5. Xanh đen 3 4 5 85.000 mẫu này mặc hoài không bị quê, không bị già. Chốt giùm em xanh đen. Trời ơi đẹp quá trời luôn trời. Đẹp quá. Số 2 hả? Số 2 em còn bộ em mặc nè, chế Quanh Phương ơi. Xanh đen số 5 cho Võ Thị My. 85.000 xô len. Em lên số 3 cho mấy chị coi nè, số 3 bông đẹp đẹp không? Dạ có 85.000 cục vàng. Xanh đen số 5 mình còn không anh? Rồi mấy cái mẫu số 5 á, cái mẫu đó anh dồn qua luôn đi. Thì dồn mấy cái mẫu này hết. Xanh đen 5 còn không? Hả? Xanh đen 5 em hết rồi chị. Xanh đen 3 em chốt chị Diệu Ngọc. 3 còn nào chị chốt. Cái gì? Xanh đen 3 nãy em thấy còn mà. Trời ơi, xanh đen 3 hết rồi chị Diệu Ngọc ơi, số rơi chị. Chị Nguyễn Kim cho em chiều cao cân nặng đi. Tự nhiên chị chốt xanh đen em đâu biết màu gì đâu, chế đẹp. Dạ để em coi lại nha chị Thu Thủy. Màu hồng đất này chốt giùm em. Màu hồng đất. Xanh đen mắm ruốc em chốt cho chị Huyền Lê mắm ruốc nha. Xanh đen em gái hết rồi chế. Ừ. Em chốt chị mắm ruốc da đen em hết rồi. Xanh đen số 5 em hết rồi chế ơi. Xanh đen số 5 em hết. Xanh đen số 5 em có mẫu này được không ạ? Ủa số 3. Xanh đen số 3 em có mẫu này được không chị? Nè. Trời hoa thiêu nha. Thiêu trực tiếp. Chốt giùm em xanh đen 2 bông. Có size 3, size 4, size 5. Xanh đen 2 bông số 3 nè. Được không chị Phạm Phượng ơi? Xanh đen 2 bông số 3 đẹp quá. Xanh đen 3 em chốt chị Kim Hiền nè. Xanh đen 2 bông 2B, comment 2B là em biết 2 bông. Ok em chốt chị Kim Hiền 2 bông mặc có duyên lắm. 85.000 còn màu này là màu hồng đất. Chốt chị em hồng đất số 3. Trời ơi cái mẫu này em thích quá. Xanh đen số 3 chốt hồng đào. Cái gì vậy, cái này số 2, xanh đen có số 2 luôn. Xanh đen số 3. Xanh đen có số 2 luôn á. Chị nào lấy hồng đất chốt giùm em. 85.000 xô len. Hồng đất chốt hồng đất giùm em. Xanh 2 bông số 3 rồi, em chốt chị Huyền Lê. Cảm ơn chị đẹp. Xanh đen 2 bông số 5 em chốt chị Thùy Nguyễn.
đây số 2 em chốt chị Quanh Phương nha. Rồi xanh đen hai bộ số 4 có hai bông mà. Rồi cho chị Thùy Nguyễn xanh đen hai bộ số 4 chốt Thùy Nguyễn. Đẹp quá, 85.000 sâu len giúp em gái nha. Bội Cam Đất 3 hả? Nãy giờ em đâu chưa có like màu Cam Đất chứ. À cái đó là Hồng Đất. Hồng Đất ok giùm em ha. Hồng Đất xanh đen 3 nè. Rồi Hồng Đất chốt chị. Này chốt giùm em bơ 3 nha. Bơ 3, bơ 4, có bơ 5 không anh? Câu số 5 còn cái hàng đó mà kiếm làm em đi. Vậy hả? Chốt giùm em bơ 3 52kg cái mặt số 3 cũng được. Nó thoải mái chút xíu không sao chị. Chốt giùm em bơ 3, bơ 4 đẹp quá. Bơ 3, bơ 4 giùm em mẫu em đang mặc. Lên cho em lấy cho em bộ số 5 màu hồng. Bơ 56kg này chị, 56kg là mặt số 3 nha. 56kg số 3. Hồng Đất này bơ 4 em chúc chị Quỳnh Thơm. Số 5 là 65, 66, 67kg, 68kg. Còn 70kg cao xíu giùm em. Bơ 3 em chúc chị Hồng Đào. Bơ 3 đây. Bơ 4 nữa em chúc cho chị Thấm Hồng. Xanh đen hai bộ số 3 mình còn không anh ơi? Hai bông, mẫu hai bông cho chị Diệu Ngọc. Xanh đen hai bông, hai bông số 3 chứ không phải hai bộ. Rồi ok, nguyên set chị mặc có 85.000 thôi em gái. Rồi comment giùm em Hồng Đất bơ 4 cho chị Thảo Nguyễn. Đẹp quá, 85.000. Chốt giùm em Hồng Đất 3, 4, 5. Xuất sắc luôn, trời trời. Cổ thiêu nha mấy chị, thiêu trực tiếp nha. Xanh đen số 3 mình còn bộ nào không? Xanh đen số 3 cho chị Phạm Giang. Xanh đen 2 bông 2 bên. Rồi Hồng Đất 5 em chốt chị Nhung Lâm. Đồ đẹp lắm chị Nhung Lâm ơi, chốt đại đi chế. Thật sự giải đẹp cực kỳ. Hồng Đất chưa có đồ đi chùa đó chị. Hồng Đất 4 cho Quỳnh Thơm. Hồng Đất 3 em chốt chị Nguyễn Quỳnh. Nè. Rồi Hồng Đất Hồng Đất 5 em chốt chị Loan Võ. Hồng Đất 5 em chốt chị Nguyễn Thị Thuận. 85.000 nha. Rồi Hồng Đất 4 con chốt cho cô C. Rồi Hồng Đất 5 chốt Nguyễn Ngọc. Mà Hồng Đất này rất là sang, bảo đảm mấy cô mặc mà xấu cứ cứ điện con trả lại cho mấy cô 85.000. Bơ 56kg chị Bích Thủy cho em số điện thoại bơ 3. Chết cha. Hả? Đâu? Bơ 3 em hết thì chị Bích Thủy ơi. Thun này thun sâu len em bao cho chị. Bao. Bao cho chị. Thiệt. Mua mà không thương em quá mới sợ luôn á. Hồng Đất 5 em chốt Nguyễn Hiệp. Chị mua đại đi, thun mà giỡn trả em. Hồng Đất 3 chốt chị Gọn. Hồng Đất 3 cho chị Gọn. Hồng Đất 3 em chốt chị Diệu Ngọc. Hồng Đất 4 cho Ngân Phan Kim. Hàng em bán cho mấy chị em mình từ xưa giờ. Rồi 75kg em hết. Dạ chị Thảo Nguyễn em chốt chị Thảo Nguyễn rồi nha. Lấy giùm em xanh vịt số 5 đi. Xanh vịt. Ừ đưa nguyên lóc ra đây em. Hai bông xanh bơ số 5 hả? Hai bông xanh bơ số 5. Đây. Hai bông xanh bơ số 5 không có chị. Đây đưa đây, đưa cổ thiêu xanh bơ đây.
Em có cổ thêu xanh bơn mà. Mua đi đẹp lắm. Cảm ơn Nguyễn Ngọc. Đây. Một hồng đất số 4 chốt Nguyễn Văn. Chốt giùm em bơ cổ thêu ha. Hồng đất 70kg em còn á chị gọn. Xét chị mặt số 4 à, xét chị mặt số 4 hả? Còn luôn, xét chị mặt là đỏ cam viền đen còn luôn. Bơ này chốt giùm em là bơ 3 nè. Bơ 3, bơ 4 và bơ 5 cổ thiêu. Trời ơi 85.000. Em bán mỗi ngày mấy chị đừng sợ, em không có nói bậy bạ. Tại vì mình bán cái này mình cũng có cái gian, nó giống như có cái tổ nghiệp vậy đó mấy chị. Không có bậy bạ được nha. Rồi chị nào lấy bơ chốt bơ giùm em. Em không có bơ 6 chị ơi. Bơ 3 cho Nguyễn Quỳnh. Trời ơi xuất sắc luôn nè mấy bà ơi, cổ thiêu ha. Rồi bơ 4 cho chị Quỳnh Thơm nhé. Trời ơi đẹp lắm thật sự luôn á. À, bơ 3 cho Nguyễn Diền. Kiếm bơ 3 cho em không thấy nè. Bơ 3 em hết rồi. Bơ 3 em hết nha. Bơ 5 cho Loan Võ. Bơ 3 em hết nha chị Nguyễn Diền ơi. Bộ đang mặc em có size 2, size 3, size 4 á chị. Số 5 hồng đất cho gọn, chị gọn. Bơ 4 cho chị Thảo Nguyễn. Rồi. Bơ 5 cho Loan Võ. Bơ 5 hết hả? Ở đây nè. Rồi bơ em hết nha. Bơ em chốt chị Loan Võ lại hết. Xếp chị mặc là đỏ cam số 4 chốt Ngân Kim Thang. Bơ số 5 em hết rồi, chốt Loan Võ. Bình luận một lần thôi Loan Võ ơi. Bơ 4 còn không anh? Bơ 4 chốt Tâm Phạm. Loan Võ bình luận một lần là em thấy rồi chị. Một lát em chốt chị 10 bộ luôn á. Dạ em nghe nè, người về cuối phố thôi. Cục vàng ơi. Like bộ này nè. Đen 5 đi mấy chị. Đen này mình 3 mình còn không? Đen 3 mình hết phải không? Số 4 là 60-65kg. Mà 65kg phải cao. Đen này em có 4 và 5. Có 3 góc này. Bơ số 5 em hết rồi. Chị nào lấy đen chốt đen thiêu con công nha mấy chị. Dễ thương lắm. Đen 5 em chốt Minh Quỳnh nè. Đen số 5 em còn nhiêu đây bộ á. Đen 4 em chốt chị Kim Hiền nè. Đúng rồi. Linh ở đây luôn. 85.000. Xuất sắc. Chốt đen 4 và đen 5 giùm em. Đen 3 thì em còn mẫu 2 bông thôi. Đen 3 là còn mẫu bông trên bông dưới nha. Ngọc Nga màu xanh đen, màu gạch tôm, màu bơ hết trơn rồi Ngọc Nga ơi. Đen 5 em chốt chị Thảo Nguyễn. Xanh lá hả? Xanh lá em có móc cái xanh lá số 5 đưa em ơi. Màu đen là hiếm lắm nha. Xanh đen số 5 có 2 bông không? Có luôn hả? Hồng đào. Có luôn, xanh đen 2 bông, số 5 chốt chị Hồng Đào. Bộ nữa, bộ nữa. Rồi ok. Dạ để em kiểm tra nha mấy chị, thông cảm giùm em ha. Chốt giùm em xanh lá 3, 4, 5 giùm em. Thấy Đặng Mỹ Duyên bà ba bữa nay không có bán rồi, em gái còn mà nó không có bán. Chốt em lá 3, 4, 5. Cổ này là bên em thiêu nha. Nè. Thiêu mà có 85.000 à. Lá chốt giùm em 3, 4, 5. Trời ơi xô len nữa mấy chị. Hàng của Nghĩa Ngân. Hàng của Nghĩa Ngân với của dì Mỹ Duyên á. Chị nào lấy lá chốt lá giùm em xô len. Vải dày dặn đẹp lắm. 85.000 này mấy chị mua ngoài chợ là để chỉ được 1 mét vải xô len thôi. Lá 3, 4, 5 chốt đơn. Lá 5 em chốt chị Võ Ánh.
lá 5 thì đen 4, đen 4 được coi đen 4. Đen 4 60 đến 65 kg nè. Đen 4 60 65 kg lấy chốt giùm em. Xanh lá 1 bộ. Lá 2 em không có nha. Lá 3 thì em chốt cho chị gọn được, chứ lá 2 em không có hàng. Số 2 em có mấy bộ à? Đen 4 nè. 70 hàng này không có 75 kg nha em ơi. Đúng rồi. Số 4 lấy cho em màu cam đất giống mẫu em đang mặc. Đẹp quá. Đúng rồi. Cam đất này em có 3, có 4 nè. Đen 4 chốt Nguyễn Văn. Bỏ này xanh đen rồi nè. Xanh đen rồi bỏ ra, chọn chung với màu đen nè. Cam đất mẫu gần giống mẫu em đang mặc, chị nào lấy chốt đơn giùm em. Số 2 còn xanh bơ không à chị? Số 2 còn bộ này xanh bơ này chị gọn. Đẹp không? Cũng cỏ thiêu luôn, lấy chốt em bơ 2. Bộ đang bận không có màu đen, tại vì nó là cái viền đen rồi nên nó không có mai màu đen. Chị nào lấy cam đất, chốt cam đất giùm em 3, 4, 5. Có xanh lý hay gì không? Ờ có tím hay gì, lấy em tím đi. Bơ 2 chốt chị gọn. Cam đất 3 cho chị Hồng Đào. Cam đất 4 cho chị Nguyễn Thiệp. Đỏ đô chốt giùm em số 3, có số 4 mà. Đỏ đô chốt đơn. Đỏ đô em có 3, có 4. Ngọc Nga. Màu nào cũng hết đó đó em ơi. Chị nào lấy đỏ đô chốt 3, 4 giùm em, có 5 không? 3, 4 à. Đỏ đô. Đổi cam đất lấy xanh đen hả? Xanh đen mẫu em đang mặc thì hết rồi, còn xanh đen cái bông không à chị? Tím này chốt giùm em ơi, có màu gì cổ gì? Đỏ đô 3 chốt cho chị Hồng Đào. Đỏ đô 4 chốt Nguyễn Thiệp. Chị nào lấy tím chốt tím giùm em, tím 5 nè. Tím này tím 3 mình có không? Tím 3 em có mẫu 2 bông được không chị? Tím 3 em có mẫu 2 bông chị chịu không? Nè. Tím 3 em có mẫu 2 bông nha, chị Hiền. Chịu ok giùm em gái, comment tím 3 2B. Rồi. Đỏ đô đủ xay là sao chị? Bộ đang bận 55kg Nguyễn Châu số 3. Ok, cho chị số điện thoại có 85.000 Hà Châu Sô Len. Đỏ đô 4 mình còn không? Đỏ đô 4 chốt Đinh Hiếu. Hên ghê. Rồi à, tím 5 em chốt chị Thùy Nguyễn nè. Tím 5 á. Tím 5 rút cái tím 5 ra em. Tím 5 này có thiêu. Tím 3 2 bông chốt chị Kim Hiền. Đỏ đô số 5 mình còn không? Đỏ đô 5 em hết. Còn đỏ tươi không à chị? Dạ lấy về bán phải cọc em mới bán được chị. Cam đất 3 cho chị Nguyễn Hiệp. Số 8 ký cho em chiều cao đi chị gái nha. Rồi à, lấy cho em màu à. Màu gì nó lạ lạ sau lưng anh số 5.
Tỏ đô số 3 em chúc chị Phạm Giang. Cọc em mới cạc 200. Đưa đây. Màu này là màu nho số 5 giùm em. Nho này nho 5. Chốt nho giùm em. Nho 4, nho 5 luôn, quá đẹp. Cổ thiêu nha mấy chị, cổ thiêu trực tiếp. Nho 4, nho 5 xô lên 85.000. Quá trời đẹp. Nho 4, nho 5 giúp em. Nho 3 đây. Đó. Biết phải nổ này không? Dạ phải, này là phải xô lên 85.000. Nho 5 chốt đơn. Nho 5 chốt Nguyễn Hiệp. Dạ ok chị Kim Hiền, nhắn tin lên Facebook giùm em ha. Bộ em đang mặc số 2 em chốt chị gọn. Rồi chốt chị gọn nè. Năm chốt Nguyễn Ngọc. Cao mét 58 mặc số 5 là đẹp của chị Tuyết Minh. Đỏ đô nè em, còn bộ số 2. 72kg em không có xây là chị Loan. Chị Nguyễn Châu mặc xây mấy vậy ta, để em coi lại nha chị Châu ơi. Nguyễn Châu đỏ đô số 3 chốt chị Nguyễn Châu. Rồi ok. Bây giờ cọc em ơi. Nè đỏ đô nè. Đỏ đô em còn bộ số 2. Xuất sắc không? Rồi mấy chị muốn lên số 4 hay lên số 5? Đưa em mà mắm ruốc bông này coi. Ừ. Mắm ruốc 2 bông chốt giùm em. Mắm ruốc 2B chốt giùm em số 4. Like từng say nha mấy chị nha. Ba đâu, mắm ruốc là ba đâu. Mắm ruốc 2B là 2 bông, 3, 4, 5, chốt đơn giùm em. Bông này là bông thiêu hết nè. Bông này là bông mai á, đẹp lắm. Chị nào lấy ruốc, chốt ruốc giùm em 3, 4, 5 ha. Xuất sắc. Dễ thương. Ruốc 3, 4, 5, 85 ngàn. Rút 2B 345. Mẫu mặt đủ xay không có. Chị nào lấy rút 345 giùm em, 65kg cho em thêm chiều cao đi chị gái. Ở đô 2 đang mặc chốt cho Nguyễn Ngọc. Ok chốt Nguyễn Ngọc đỏ đô 2. Đỏ đô 3. Đỏ đô 3 cho chị Phan Thị Linh. Với bộ cam đất em mặc hồi nãy hả? Cam đất nào chị? Đỏ đô 3 cho chị Nguyễn Diền. Rút 3 cho chị Diệu Ngọc. Quần dài cho chị. Rút 5 cho chị Minh Quỳnh. À Nguyễn Kim Ngọc. Cao mét 45 không vừa chị Tuyền ơi. Nguyễn Thanh Ngọc nhắn tin qua Messenger giùm em nha. Xô len đẹp lắm. Nè em mặc cái mẫu 2 bông.
mẫu cổ thiêu cho mấy chị coi nè. Đẹp không? Rồi lên giùm em màu lên giùm em màu tím này đi anh. Tím này lạ quá nè. Tím dạng màu hồng cà đi, hồng cà số 4 đi. Số 4 60 65 kg. Cái này em mặc số 2 chứ ơi, không có số 1. Hồng cà này em có 3 và 4 nè. Hồng cà 3 4 đẹp quá. Dạ số len chị Nguyễn Xuân. Đỏ đô có số 4 không hả? Đỏ đô em hết rồi. Đỏ đô nãy em hết số 4 rồi, lát cái mẫu đó để em like xem. À đỏ đô size 4 em còn á chị Loan. Nè đỏ đô viền đen em còn size 4 nè, 85.000 số len nha. Trời ơi màu hồng cà này đẹp xuất sắc luôn. Mẫu đang mặc có đen mà size mấy chị? Rồi bộ em mặc, bộ em mặc là màu nho, ở màu cao khô số 3 nè chốt. Cao khô 3 chốt giùm em. Đó, ở ngoài bìa. Không phải hả? Ừ. Đổi đô 5. Số 5 là chị Tuyết Minh mặc không vừa nha chị ơi. À chị Tuyết Minh mặc vừa, sorry chị, đổi đô 5 chốt Tuyết Minh. Em nhớ. Ủa đổi đô 5 em không có. Đỏ đô này em có đỏ đô 4 thôi chị, đỏ đô 5 em không có. Đỏ đô 5 em có mẫu khác thôi chị. Chị nào lấy hồng cà 3, 4, 5 chốt đơn giùm em. Đỏ đô 4 nè chốt hồng đào. $85.000 bộ số len. Lấy giùm em bộ màu hồng size 4 thôi. Hồng cà 3 em chốt chị Thùy Linh. Hồng cà đẹp quá trời luôn. Đỏ đô 5 chị hết rồi, mẫu đó chị hết rồi Ngọc. Đỏ đô 5 có mẫu cổ thiêu không à. Hồng này em có size, em có size 3, size 4 nè. 5 kiếm kỹ là cái mẫu này mình còn không nè. Không, hồng em còn 3, 4. Xuất sắc luôn, hồng sen. Hồng sen size 3, size 4 giùm em. Em đang mặc trong người là số 2. Hồng sen 3, 4, 5 đưa tím cho em. Trời chị lấy chưa giờ chị hỏi em không nhớ đâu chị. Bên em không có bác sĩ chị ơi. Sĩ như lẻ lẻ như sĩ, không có sĩ. Chị nào lấy tím chốt tím giùm em nè. Tím giùm em. 6-7kg em hết hàng rồi mấy chị. 6-7kg đỏ em hết rồi. Đưa em cái bộ vàng chanh chanh đó. Cái bộ đó. Bộ em mặc 52kg mét 6 bao đẹp luôn. Số 2 á, tím 3 chốt chị Kim Hiền. Tím 3 em chốt chế Kim Hiền. 52kg hàng này em không có chị ơi, hết trơn rồi. Hồng sen 3 cho chị Nguyễn Hiệp. Hồng sen 3 em chốt chị Nguyễn Hiệp. Em đang mặc là màu cao khô số 3 cho còn không anh? Kìa đây nè, đây nè. Ừ đúng rồi. Cao khô 3 cho Hồng Nhân Ly. Bảy mươi ký cao là có nha. Ngọc Nga nè, Ngọc Nga lấy số 5. Hồng sen số 5. Mẫu nào cũng được hết Nga ơi. Xanh đen và gạch tôm số 5 là gạch tôm là cam đất. 6-7kg cho em chiều cao. Mẫu nào cũng được hết Nga. Hồng sen nè, xanh đen. Xanh đen số 5 với cam đất. Cam đất đầu ngoài kia kìa. Bảy cam đất đầu ngoài kia kìa. Đúng rồi, cánh giữa hai bộ đó. Ok chị Minh Quỳnh. Tím quế hai bông hả? Cao khô số 5 chốt kiều Võ Ánh đang mặc.
Ừ. Mẫu nào đi, mà mẫu nào cũng được. Cao khô em chỉ còn mẫu hai bông thôi nha, số 5. Cao khô em chỉ còn cao khô xay 5, em chỉ còn mẫu hai bông. 85.000 số len chị đẹp. Cao khô em chỉ còn mẫu hai bông số 5, chịu thì em chốt. Bọn con chốt cho chị là tím cà hả? Ừ, sáng rồi chị Kim Hiền ra đi lấy tím hai bông cho chị. Tím hai bông á. Em chốt chị là tím mồng tơi 67kg mặt 1m58 mặt số 5. Cao khô hai bông số 5 nha. Số 5 em khó không có bông em đang mặc nha. Chị Bảo Ánh chịu thì chốt lại giúp em nè chị Bảo Ánh ơi. 85.000 xu len. Chốt Võ Thị My. Chốt cao cao khô 2B chị Nhung Lâm. Số 5. Lấy em tờ giấy. Ngàn số len xuất sắc lắm. Em về luôn này là 1.000 bộ luôn á. Tại vì em thấy rẻ quá trời rẻ. Cao khô Trung Lâm rồi phải không? Cao khô chốt chị Hồng Đào, Trung Lâm rồi phải không? Dạ. Rồi ok. Cao khô chị Nhung Lâm. Cao khô 3 2 bông đi chị Huệ An. Rồi. Chị Nguyễn Châu đang bận mà xây máy mới được chị Châu ơi. Không cho cái xây em đâu có biết đường. À rồi, cao khô 3 chị cầm anh giùm em là cao khô 3 2B nha chị, 2B là hai bông. Còn đang bận em hết nha. Bộ đang mặc số 2 em chốt cho chị Nguyễn Thảo, cao khô 5 cho Kim Tuyền Lê. 85.000 sâu lên giùm em. Rồi hai cái biếu cho ra. Cao khô 2 em chốt cho chị Nguyễn Thảo nè. Cao khô 5 chốt Tiên Kim Tiền Lê. Cao khô 5 2B chốt Hồng Đào là hai bông á. Rồi. Đen số 4 chốt Quỳnh Dung. Cao khô em chốt Võ Thị My rồi. Cao khô 4 đang mặc không có. Em không có cao khô đang mặc nha chị Đinh Hiếu. Đấy. Cao khô số 3 bộ em đang bận là không có. Số 3 là em chỉ có hạ hai bông thôi nha. Chị Kim Hiền á, mua đồ là em dễ chốt nhất luôn á. Chị Kim Hiền á, mua đồ đâu đó rõ ràng em gái chốt dễ. Kim Hiền mua đồ về chốt nè, chốt em Kim Hiền khô 3. Nè, hai bông nó là như vậy nè, mặt rất là đẹp. Hai bông mặt nhìn nó khéo lắm, em còn đúng bộ em đang mặc là màu xanh mực nha. Xuất sắc mẫu hai bông đơn giản 85. Đen 5 cho Kim Tuyền Lê. Cao khô 5 em hết, 70kg cao là được. Hả? Cao khô 5 hai bông chốt chị Thúy Ngô. Đang bận 55kg chốt chị Nguyễn Châu. Xanh mực số 5 còn không? Em like từng xay đi mấy chị chứ hết xanh mực nè. Xanh mực này em có. Thôi bây giờ em like số 5 nha. Đưa vàng vàng nghệ số 5 lên đây cho em. Xanh mực em đang mặc này có số 5 không? Xanh mực số 5 cho Kim Tuyền Lê. Đưa cái màu vàng nhảy số 5 lên đây cho em. Đen 5 cho Thúy Ngô. Đen 5 nè. Đen 5 đẹp nhất mắt cổ thiêu. Xanh mực số 5 mình còn không? Xanh mực số 5 2B cho chị Hồng Đào. Ok chế đẹp lắm. Dạ 85.000 bộ vải su len. Trời ơi, em có vàng nghệ nè, vàng nghệ số 5 nè. Trời ơi, vàng nghệ số 5 xuất sắc luôn. Xanh mực 4 mình có không anh? Nè. Xanh mực 4 2B chốt chị Thảo Nguyễn. Xanh mực 3 coi mình có không anh ơi?
xanh mực ba em có cổ thêu được không? Có cổ bông bự á. Đúng rồi, đúng rồi, ở bộ ngoài á. Xanh mực ba bông bự được không chị Công Trinh? Xanh ba có bông bự chốt ok mà em ha. Cao khô cho chị Quỳnh Bảnh, số 5 mình còn không? Cao khô em hết rồi, em chốt chị xanh mực nha chị Quỳnh Bảnh thôi. Xanh mực 3 2B mình còn không? Xanh mực 3 2B. 2B em hết rồi, còn cổ bông. Xanh mực 3 chốt chị Nhụy Nguyễn 2 bông nha. Xanh mực 3 cổ bự vậy nè. Xanh mực số 5 em hết. 85.000 đồng giá. Ok, em chốt chị Công trên xanh mực nha. Hả? Xanh mực số 5 em còn, chốt Võ Thị My. Ơi. Sọt em bỏ đồ kìa. Chốt giùm em vàng nghệ đi mấy chị. Trời ơi, xuất sắc giùm em. Nghệ 345. Dạ em cảm ơn chị. Nghệ 345 giùm em nha. Xuất sắc luôn. 85.000 vải su len. Nè mấy chị coi hai túi nè. Nè em đứng xa cho mấy chị coi bộ đồ rất là sang. Nè quần hai túi nha. Này là vàng nghệ, chị nào lấy chốt đơn giùm em 345. Xanh mực đang bận 55kg em hết hàng rồi chị. Chị nào lấy vàng chốt vàng giùm em, vàng này vàng nghệ mặt sang lắm. Hả? Xanh mực 4 em góp chốt chị Hồng Đào. Ok chị đẹp. Rồi chị nào lấy vàng chốt vàng giúp em đi mấy chị. 345. Thế ra con lấy đỏ thôi. À rồi vàng nghệ 5 cho chị Quỳnh Bảnh đi em. Chị đỏ chốt đơn giùm em 3. Đỏ này đỏ tươi nha. 3, 4, 5. 85.000 xô len. Đỏ tươi 3, 4, 5. Xuất sắc xô len đẹp nha. Không phải hàng mỏng lép mỏng lai mà khu rang đâu. Em bán hàng từ nào giờ, em mà nhập về mà hàng tào lao là em phải trả lời xưởng liền. Không bao giờ em dám bán mất uy tín. Đỏ đỏ tươi chúc em 3, 4, 5. 85.000. Cổ này là thiêu trực tiếp hết. Cái bông này cũng thiêu luôn. Hàng nào thiêu em nói thiêu, hàng nào may em nói may nha mấy chị. Đỏ 345 với em. Chốt giùm em, lấy giùm em cầm đất ra đây. Nguyên cọc cầm đất số 5 đi. Đúng rồi. Đỏ tươi 4 nè. Em chốt chị Thảo Nguyễn. Luôn à? 2B luôn à? Đỏ tươi em có 2B à chị Nguyễn ơi. À rồi đỏ tươi em còn. Cam đất nào chị, em chưa lên cam đất chơi, đợi em xíu nha. Không có số 6. Đỏ 5 em chốt Mùi Thị Lý. Đỏ 5 nha. Hàng này rẻ quá, họ thanh lý lại nên không có dán, không có số 5, không có số 6. Nâu này em chỉ có số 5 thôi nha, em có 2 bộ số 5 thôi. Ok, em cảm ơn chị Hồng Đào. Nâu chốt đơn giùm em 2 bộ số 5. Rồi, em chốt bộ đỏ 3, em chốt chị Quỳnh Bảnh, cảm ơn chị đẹp. Đỏ 3, ủa đỏ 5, sorry. Đỏ 5. Trời ơi, lô này là về số 5 rất là nhiều. Bình thường mấy chị thấy đâu khi nào số 5 em nhiều đâu. Màu này là màu giống như màu cà phê sữa vậy đó. Chốt giùm em cà phê hay nâu gì cũng được. 2 bộ thôi số 5. Nâu 5 chim từng lê. Bộ em mặc số 4 còn không? Bộ em mặc 4 còn á chị. Bộ em mặc 4 còn chị Hiền ơi. Nâu 5 chốt đơn giùm em.
Cam đất 4 luôn. Trời ơi xuất sắc. Cam đất này em có 3, có 4, có 5. 5, ừ 5 đây. 4 đâu? 3 4 5 cam đất. 62 kg cho em chiều cao, số 5 là 65 đến 70 kg, 70 kg cao xíu nha. Còn bình thường là 66 67 kg mặt đẹp. Bông vàng đỏ tươi là cái gì? 58 kg nếu không có hai màu đó thì lấy màu khác cũng được. Nhé em, hai bộ bông vàng đỏ tươi hả? Rồi vàng với đỏ tươi số 3 chốt Nguyễn Hạnh. Chị Nguyễn Hạnh ơi, chị chịu hai bộ này ok giúp em nha. Vàng với đỏ tươi nè chị. Căng đất chị nào lấy chốt giùm em. Số 4 em mặc chốt chị Kim Hiền. Số 4 em mặc á, ừ. Xanh mực. 62 kg cho em chiều cao đi chị đẹp ơi. Căng đất 3 em chốt chị Công Trinh. Lấy cho em đi. Đâu rồi? Đúng rồi. Cam đất 3 em chốt Công Trinh. Nâu 5 em chốt chị Nguyễn Hiệp. Em còn bộ. Số 5 là 65 đến 7 kg, 70 kg. Mà 7 kg phải cao. Phơm này mấy chị mặc khoảng 66 67 kg là ok. Cam đất 5 em chốt chị Loan Nguyễn. Để lại số điện thoại giúp em. Không có số 6 nha. 56 kg chế mặc số 3 thôi là rất là đẹp rồi chế ơi. Cam đất 4 em chốt chị Thảo Nguyễn. Chị Nguyễn Tuyền mặc số 4 giùm em nha. 62 kg mét rưỡi mặc số 4 nha. 85.000. Lấy chị hai bông xanh mực số 3 em đang mặc. Chế ơi, xanh mực hai bông số 3 em hết rồi. 75 kg cam mét 55 không vừa đâu chị Quỳnh Bảnh ơi. Khoảng 767 68 kg thôi. Cam đất 5 cho chị Thùy Ngô. Cam đất 5 Võ Ánh. Em dồn đơn ngày mai là em sẽ đi hết đơn luôn nha mấy chị nha. Cam đất 4 cho Thúy My Nguyên. Xanh mực 5 em chốt cho chị Duy Quỳnh. Cảm ơn chế Duy Quỳnh. Đây á. Ủa xanh mực 5 em hết rồi chế Duy Quỳnh ơi. Bộ em đang mặc số 2 cho chị Gọn. Chị Gọn cho em mượn bộ này mặc lại đi. Bà không cho em mà bộ nào cũng trơn vậy bà Gọn. Thì em giận chị á. Rồi chị Gọn em còn hai bộ. Xanh mực 5 em hết ha. Em còn nhiều lắm. Nhiều màu đẹp lắm. Đợi em xíu đi. Nè chốt chị Gọn giùm em. Ok chị Loan. Mẫu em đang mặc nó có ít lắm. Mấy chị đừng chốt nha. Em 45kg em cao 1m rưỡi. Cam đất 5 em chốt chị Loan rồi nha chị đẹp. Mẫu này dễ thương quá. Có bộ duy nhất hỏi nữa không có nha. Rồi đưa số 5 giùm em màu. Màu hồng đây, 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 kia, đây kia. Đúng rồi, dưới bộ một tí. Đúng rồi, dưới bộ đó luôn. Ừ. Trời ơi. Màu này em kêu là màu nho đi. Trời ơi, đẹp quá. Nho này em có size 4 và size 5 thôi ạ. Cam đất 3 em chốt chị Nguyễn Thảo. Cam đất còn không anh? Rồi ok. Mình màu nho đi mấy chị. Mình màu nho là mình mò nhau đi ha. Rồi màu nho nè. Màu nho này em hết 3 rồi nha. Có 3 không? Ê cái màu nâu hồi nãy em có số 3 đó mấy chị. Cái màu nâu hồi nãy em có số 3 luôn á. Ờ màu nho này có 3 luôn. Nho này 3, 4, 5 giúp em. Trời ơi xuất sắc. Chốt đơn nè. Nho chốt 3, 4, 5 giúp em. 85.000 xô lên. Bộ em bán lại có 10.000. Nho 3, 4, 5 giùm em. Chốt đơn. Nho 3 em chốt chị Công Trinh nè. Nho 5 chốt Kim Tuyền Lê nè. Nho 5 em chốt chị Diễm Thúy. Nho 4 cho Thu My Nguyên.
Nho bo, nho năm em chốt chị Diễm Thúy. Số 2 em hết, số 1 không có. Cam đất gì chị Quỳnh Dung ơi, em không thấy. Cầm anh lại giùm em đi. Số 3 để em lên màu này cho mấy chế nè. Chế mua số 3 phải không? Để em lên cái này số 3 cho mấy chế đẹp. Số 3 lấy đổ đồ qua em. Đổ đồ số 3 kìa. Bậy cái đó tươi mà đâu đó nó ra. Đang bận không có số 1, em bận rồi số 2. Cam đất 4 chút chị Quỳnh Dung. Cam đất 4 mình có không? Rồi. Rồi chốt giùm em đỏ đô nè, em có 3 nè. Có 4 nè, có 5 luôn. Đỏ đô 3 4 5. Trời ơi, xuất sắc, size lớn không? 85.000 xu lên. Phải vẫy thường em cũng không nói. Đỏ em có 5 nè. Số 2 em hết trơn rồi. Đỏ 3 4 5 chốt đơn giùm em. Xu lên 85.000, đỏ 3 4 5. Đỏ 5 em chốt chị Duy Quỳnh. Số 3. Ủa, phải số 3 thôi không biết. Đỏ 5, đỏ 5 chị Duy Quỳnh. Đỏ 3 cho Kim Tiền Lê. Đỏ 5 cho Nguyễn Ngọc. Đỏ 5 cho Loan Võ. Rồi, đỏ 5 em còn bộ cuối cùng nha. Đỏ 5, đỏ 4 cho chị Nguyễn Tuyền. Đỏ này đỏ hơi đô, mặt đẹp lắm, số len mà mấy chị mặc giải mát lắm. Nho 3 cho Kim Tuyền Lê. Dạ em chào Thảo Nguyên. Đỏ 3 cho chị Nguyễn Hiệp. Rồi lấy đỏ chút đỏ giúp em à, nho rồi à, đưa cho em xanh dương đi. Ừ xanh dương đi. Có hai bộ màu da số 5 mà lắc lấy lại em luôn nha. Cái lắc màu đỏ trong cái lắc màu đỏ. Trong cái lắc màu đỏ số 5 á. Dương này em có 3 nè. Dương này em có 3, có 4, có 5. Dương 3, 4, 5. 70kg phải cao á chị mới vừa nha. Cao mới vừa. Số 2 là khoảng 50-55kg. Dương giùm em 3, 4, 5. Số 4 có 2 bộ dương thôi. Số 4 có 2 bộ hay 3 bộ dương vậy á. Chốt giùm em dương 3, 4, 5. Dương 5 chốt chị Di Quỳnh nè. Dương này nãy đưa em dương mấy nè. Rồi dương 5 em chốt chị Di Quỳnh. 85.000 xu len giúp em đẹp lắm. Cổ thiêu ha. Dương 5 em chốt chị Thủy Nguyễn nè. Dương 5 em có 3 bộ rồi mấy chế. Còn bộ kia nữa. Rồi Dương 5. Đỏ 5 cho Trần Thị Đẹp. Đỏ đô á. Rồi ok. Dương 5 em còn một bộ 65-70kg. Dương lấy chốt giùm em ha. Rồi Dương 5 còn bộ dục đẳng đi. Dương 5 còn bộ. Dương 5 chốt Nguyễn Ngọc. Lấy cho em hai bộ da số 5 đó đem lại đây. Da này đâu sống sót, ở đây có hai bộ thôi. Hai bộ da số 5, trời ơi má ơi nó đẹp kinh khủng luôn. Rồi màu da mặc lên nó sang. 85.000 xu len. Da giùm em trời ơi, da 5 hai bộ chốt đơn nè. Đẹp quá. Da 5 chốt Loan Nguyễn. Loan Nguyễn cách mới em chỉ chốt cho chị được 5 bộ là tối đa nha chị. Còn bộ da 5. Da 5 chốt bộ cho Kim Tuyền Lê thôi, hết hàng luôn em ơi. Lấy bộ hồng da hồng đó, hồng đất đưa em da 5 em hết. Đằng này nè, cái màu tím á, cái lớp màu tím á. Ừ đúng. Kệ nó. Dương 3 cho chị Nguyễn Hiệp.
tay em có mấy màu đẹp đẹp lắm, xíu em lên cho mấy chị. Không phải, à màu này hả? Này mấy chị chốt giùm em màu hồng sữa đi. 58kg mặc số 3 Nguyên ơi. Da 2 em không có chị. Trời ơi trời, màu hồng sữa này đẹp quá trời luôn. Ê, hồng sữa này em có số 2 luôn. Da 5 em hết rồi, hồng sữa này em có số 2, bên này 2 bộ. Cái này là số 5 nè. Kìa số 4 nè, số 4 góc này nè. Trên kia, trên 2-3 bộ nó tới. Ừ, hồng sữa này em có 3-4-5. Trời ơi, nó ngọt. Nó ngọt y như em luôn á. Rồi, hồng sữa số 5 em chốt chị Nhung Lâm nè. Sang quá, hồng sữa. Hồng sữa số 5 em chốt chị Di Quỳnh nè. Di Quỳnh em mua đại chục bộ mặt đi chế. Đẹp lắm, giải cực kỳ đẹp luôn. Hồng sữa 5 cho Di Quỳnh. Hồng sữa không có số 2 chị ơi, hồng sữa em không có số 2, có 3, có 4, có 5 thôi. Số 3. Sorry nãy em nói số 2 hả? Số 3 em có 2 bộ, số 4 có 1 bộ thôi. Chốt đơn giùm em, đưa em màu à. Cái màu gì bên kia kìa, có màu nâu nâu gì á. Ừ, màu đó số 5. Chắc em nói tầm 7 rồi, hồng sữa số 3. Em nói lộn, có số 2 hả? Hồng sữa số 3. Kêu lên màu hả? Không được. Bây giờ phải lên đều đều xay vậy đó. Không được nè. Màu này comment giùm em là màu gì đây trời. Màu gì đây? Cái này mấy chị comment giùm em là màu da đậm nha. Màu da đậm này em có size 2, size 3 nè. Ủa 7, size 3 nè. Size 3, size 4 và size 5 da đậm. Đồ này mặc số 3 luôn. Sorry nha. Da đậm em có 3, có 4, có 5. Chốt đơn 85.000 sô len mẫu 2 bông. 2 bông này vẫn thiêu nha mấy chị nha. Da đậm 3, 4, 5, 85.000 một bộ. Da đậm 3, 4, 5 giúp em gái nha mấy chị. Da đậm số 5, 3 bộ cho Kim Tuyền Lê. Hết luôn. Em hết luôn, da đậm. Ủa, da đậm 5 với 3 hả? Ừ, chắc nó ghi vậy quá. Phải không? Da đậm số 5 với số 3 đúng không? 70kg mà chị cao nhiêu chị Hướng Dương ơi. Cho em chiều cao của chế đi. Lấy màu tím đi em, tím 5. Đó, tím 5, tím 10 giờ đó. Ừ, tiếng 10 giờ. Hồng sữa số 3 chốt chị Nguyễn Thảo. Da đậm số 5 em chốt chị Nhung Lâm. Rồi, tiếng 10 giờ này em có 4, có 5. Có 3 luôn, trời ơi, 3, 4, 5. Hết hàng rồi em ơi. Da đậm số 5 em chốt chị Thủy Nguyễn luôn. Em hết da đậm. Tím 10 giờ em có xay 85kg em không có chị. Tím 10 giờ em có xay 3-4-5. Cảm ơn giùm em 10 giờ. 10 giờ kèm xay 3-4-5. Xuất sắc. Xô lên mà 85.000 ở đâu ra, đúng không? 10 giờ 3, 4, 5. Lấy cho em bộ xanh lý nha. Ừ. 10 giờ 3, 4, 5, 85 ngàn. Chốt cho em xanh lý nè. 10 giờ 65, số 4 cho Thảo Trần. Mười giờ bốn cho Thu Nguyên. Bộ em đang mặc chị hỏi size gì mới được chị. Tự nhiên nó còn em không biết là cái size gì. Xanh lý chốt đơn giùm em size 3, size 4. 4 có lý không? Ở đó phải đó không? Lý này em có 3 và cả 5. Số 5 65 đến 70kg. Thường thường 67, 68kg chứ mấy chị mặc được rồi. 10 giờ 4 cho Nguyễn Xuân. Lý 3 cho Kim Tuyền Lê.
Ừ, lý 3, lý 4 luôn nha. Em có 3, 4, 5. Lý 3, 4, 5 dùm em 85 ngàn. Trời ơi trời. Lý 5 cho chị Nhung Lâm. Mười giờ đình gia 65 kg cho em số điện thoại nha chị. Mười giờ số năm chị thấy thấy trong hình thấy hơi bự. Rồi chốt đơn 10 giờ. Xanh mực số 4 hả? Xanh mực số 4 em còn mẫu 2 bông thôi. Lý 3 em chốt Nguyễn Hiệp. Không kỹ em mặc hả? Kỹ mặc chứ không có size 5 quá. Không thiêu chị Thảo Trần mặc size mấy ta? Chị Thảo Trần không thiêu mặc size mấy? Hỏi kèm luôn em cái size đi mấy chị. Em không nhớ nổi là mấy chế mặc cái size gì với size gì đâu trời. Quay sau lưng anh coi còn màu gì giùm em à. Màu da đậm mình còn bộ. Đưa cái màu xám đó giùm em ơi. Tím 4 cho Trương Quang. Xám kia đó kìa. Cặp cây đó luôn, cây ngang qua lỡ luôn. Dưới này cây nhìn cái tay em không nhìn thiệt luôn á. Dưới này nè. Ừ, lý 4 cho Quang Trường. Đã chỉ mà không khi nào nhìn cái tay của mình hết trơn. Xanh mực 2 bông chốt chị Nguyễn Xuân số 4. Em có màu này là màu lông chuột nha. Màu lông chuột này em có size 5. Lông chuột này em có size 5 quá đẹp luôn. Có 4 có 5 màu lông chuột. Màu này mấy cô lớn tuổi mặc được 85 ngàn. Chốt đơn giùm em lông chuột 4 năm. Lông chuột. Lông chuột 4 năm giùm em. Có cái màu hồng đất kìa. Hồng đất bên đây nè đó. Ừ đúng rồi. Lông chuột số 5 cho chị Duy Quỳnh đi. Mới vô kêu lên mẫu khác. Lên mẫu hả? Mẫu đang mặc có bộ một à. Không biết nào mẫu đang mặc nó nằm ở đâu nữa. Hồi nãy hồi chiều thấy có mà không biết. 85 ngàn. Màu này chốt giùm em là màu hồng dâu đi số 5 nè. Đẹp quá à. Hồng dâu này em có số 5, số 3. Số 3 với số 5. Hồng dâu 85 ngàn. Trời ơi màu này lên nó sang cuộc tình luôn. Lông chuột số 5 em chốt chị Nguyễn Hiệp. Hướng Dương ơi, chị 70 kg mà chị cao nhiêu vậy chị gái? Không cho chiều cao là không chốt được. 70 kg phải cao 1m60, 1m62 mới vừa nha. Hồng dâu này đẹp nè chị Duy Quỳnh. Lấy giùm em cái màu vàng gì cải đó nè. Đúng rồi. Hồng dâu số 3 em chúc anh Thư. Lát em lên số 3 cho coi số 3 còn nhiều bà nào đẹp. Dưa cải này em có 3, có 4, có 5. Dưa cải. Ủa, màu này lên nó trắng da khủng khiếp. 85 ngàn quả su len. Dưa cải 3, 4, 5 chốt đơn. Dưa cải số 5 cho chị Duy Quỳnh. Cao 1m65 thì vừa. Dưa cải 5 cho chị Nhung Lâm. Lông chuột số 5 cho Hướng Dương. Lông chuột. Dưa cải 4 cho chị Quỳnh Dung. Đưa cho em cái màu riêu đi. Màu riêu số 4 em có 2 bộ này chị Dung, đẹp lắm.
Miêu này em có số 4 không à. Dư cải 4 cho Nguyễn Xuân. Dư cải 5 cho Hướng Dương. Riêu này em có 4 năm ha. Riêu này em không có 3. Đẹp quá. Riêu 4, riêu 5 dùm em. Số 4 là 60, 62, 63, 64 kg. Cao, 64 kg là bắt đầu phải cao. Cao tầm 1m88 trở lên mới vừa. Riêu 4, riêu 5, riêu 4 có 2 bộ. Riêu 5 em có 2 bộ luôn. Đẹp. Riêu 5 em chốt chị Thủy Nguyễn nè. Mình còn riêu 5 nữa không? Riêu 5 em có 1 bộ thôi. Riêu 4 2 bộ, riêu 5 1 bộ. Riêu 4, riêu 5 chốt đơn giùm em. Riêu 4 1 bộ nè. 2 bộ chứ, 2 bộ. Vịt đi. Lấy vịt đi, xanh vịt giùm em. Xanh vịt nè. Xanh vịt này em có size 3, size 4 và size 5 xanh vịt. Dưa cải 3 chị Nguyễn Châu giùm em. Riêu 4 chị Nguyễn Xuân. Ok, riêu 4 bên này. Vịt chốt giùm. Cổ vịt, xanh cổ vịt chốt giùm em 3, 4, 5. Cổ vịt 2B và cổ vịt cổ bông. Chốt giùm em vịt. Bông không thiêu hả? Bông không thiêu không có chị. À bông không thiêu số 4 hả? Rồi rồi ok. Kìa đưa cái sắc nách qua cho em. Có giống em đang mặc màu hồng à. Ừ. Ở ngoài bìa luôn. Ừ. Rồi. Dạ không có sao nhọt. Vịt 3 cho chị Kim Hiền. Vịt 3 có 2 bông không? Có kìa, có vịt 3 2B cho chị kìa. Cổ vịt có bông cho Kim Tiền Lê số 5. Vịt 5 cho chị Thùy Nguyễn. 2 bộ. Có bộ này không có ren nè, đợi em xíu nha. Vịt 3 4 5 2 bông cho chị Hồng Đào. 3 2 bông. 4 2 bông. 5 2 bông. 5 không biết có 2 bông không nha. Hả? 4 có 2 bông không? Số 5 bông thiêu chị Hồng Đào ơi, vậy em chốt chịu được 3 4 nha. Vịt 5 cho Hướng Dương. Vịt 5 là cổ thiêu vậy nè, chị chịu không? Chịu em chốt. Bộ hồng này xây 4 nè, không có ren. Cho chị nào. Rồi ok cho chị Đào luôn. Hồng Đào vịt 5. Bộ này không ren xây 4 nè. Một bộ duy nhất hồng sắc nách số 4. Hồng sắc nách số 4 nha. 85.000 không có ren, ren sợ già hả chứ. Nè. Hồng 4 sắc nách chứ lấy chốt em. Bỏ mặt. Đưa em mấy cái bộ mà mấy cái bộ đưa rút 4 thôi em. Ừ mấy cái bộ này. Bộ này bộ rút mẫu này em có 3 có 4 luôn. Rút này em có 3 có 4 mẫu này nè, em có mặc rồi á, đẹp lắm. Không lấy cổ thiêu à? Không có lấy cổ thiêu và thà thả đi cho chị Hồng Đào bộ số 5 thôi. Dạ không chị, cái này nó làm lộn xộn lum, chị nào lấy rút 3 rút 4 giùm em nè, mẫu này đẹp lắm. Mẫu này nãy em có mặc bộ số 2 rồi á, 85.000 xu lên. Rút 3 rút 4 giúp em ha. Rút 4 em còn được 3 bộ nè. Số 3 em có màu hột gà đẹp quá.
Rút 3, rút 4 thì chị hồng đào. Ok chị. Hột gà này em có 3, có 4. Hột gà này em có 3, có 4, có 5. Không có rút 2. Cái hàng này em hết số 2 rồi chế. Rút 4 em chốt Nguyễn Xuân, rút 4 chốt Quang Trường. Có bộ, dạ. Dạ em có size 5 chị, rút 3 cho chị Nguyễn Hiệp. Hột gà sang quá. Không có bên bên cái hàng cổ này nè. Vậy là rút 3 em hết nha chị Nguyễn Hiệp ơi. Hột gà 4 cho chị Nguyễn Tuyền. Ủa? Hột gà 4 mẫu này còn không kìa. Đó đó. Đây nè, cái màu nè. Ừ, cái màu đó đó. Các nách không còn màu gì, bộ duy nhất rồi chị. Cái này nó trong lô em ôm lộn xộn mà giờ hỏi màu gì đâu biết từ đâu. Em khoái cái màu này quá trời, không biết mấy chị có khoái không chứ em rất là thích màu này luôn, em nói thiệt. 85.000 số len. Màu này chốt giùm em là màu hồng đất nha. Bộ đen số 5 cho Quang Trần. Đang mặc hết hàng. Xanh lý số 5 cho Quang Trần. Trung Trần. Lý 5, vịt 5. Sữa tươi Phạm ơi, chị nhận hàng cho chị đẹp. Nhận đơn hàng kia mới bán được. Vậy hả? Cảm ơn chị gái. Màu này màu hồng đất nè, đẹp lắm luôn, rất là sang. Cái mẫu này mà cái màu này em chỉ còn số 3 thôi. Số 3 em còn được 2 bộ thôi. Hồng đất số 3 2 bộ. Đẹp lắm, số len giùm em hồng đất số 3 2 bộ. Hồng đất em chốt chị Thảo Lê nè. Màu này rất là sang á. Thiệt luôn á, không đẹp trả em. Có 85.000 thôi, mặc rồi nhớ em luôn. Đừng bỏ em, ủng hộ em hoài nha. Dạ mẫu này không có số 5. Hồng đất số 3 chốt chị Loan Lê. Hồng đất em có nhưng mà cái mẫu đó không có. Có cái màu giống vậy nhưng mà cái mẫu khác. Xịt xì lây đây, vàng tươi cho em đi. Em còn số 3 nè. Trời ơi. Vàng tươi này em có 3, có 4 luôn. Vàng tươi 3, 4 luôn. 85.000 bộ sô len. Xuất sắc. Trời ơi, em nổi da gà cái màu vàng này rồi. Màu vàng chốt em 3, 4. Số 4 có màu vàng này chứ. Vàng 3, 4 giùm em. Đưa xanh đen xe 4 giùm em. Ha, à, Xu Hào. Chị yêu tôi vô. Vàng tư số 4 cho Xu Hào lúc này. Vàng tư số 3 cho chị Thảo Lê. Trời ơi, màu vàng cũng đẹp. Vàng tư số 4 cho chị Trần Thị Loan. Hello chị Loan. Lúc này cũng có nè. Bậy rồi, 2B. Và tư số 4 cho chị Trần Thị Loan. Xanh đen giùm em số 4 với mấy chị. Xanh đen số 4 nha. Xanh đen số 4 chốt giùm em. Xanh đen có cổ kia. Xanh đen số 4 chốt giùm em nha. Số 3
3. Xanh đen số 4 chút xương hào. Nào lấy xanh đen, chốt xanh đen giúp em. Cam giùm em đi, trời ơi nó đẹp. Cam giùm em, cam 3 nè, cam 4 luôn, trời ơi xỉu lên xỉu xuống. 85.000 vải số len giùm em, cam 3, cam 4. Cam 3, cam 4 chốt giùm em. Cam 3, cam 4 chốt xu hào. Màu hồng với màu xanh hay gì đưa em. Số 5, 65, 66, 67 ký. Hồng giùm em có 3, có 4. Hồng chốt đơn giùm em có 3, có 4 nha. 85.000. Cam 3 cho chị Thúy Nguyên. Đưa màu hộp gà 4 cho em. Hộp gà 4 đi chị Xu Hào, đẹp quá. Bà là tôi phải like mấy màu này cho mấy bà mê. Nè, hộp gà này, hộp gà 3 hình như em còn hay vậy. 57kg mà số 3 đi chị Trúc. Trời ơi hộp gà 4. Sống 3kg comment 56, mặt số 4 chắc ơm á chị Lan, còn thích thoải mái chứ mặt số 5 nè chị Lan này. Hộp gà. Lá này có 4 không? Chốt giùm em lá 3. Lá 3, lá 4 nè. Trời ơi má ơi, cái gì đâu đây lóc của bà này. Lá 3, lá 4 giùm em, 65kg coi chiều kiều cao. Để em coi lại nha chị Phượng ơi. Lá 3, lá 4 giùm em. Mấy chị hỏi theo tim chiều cao đi mấy chị. Lá 4 cho Xu Hào. Hả? Ừ, lá đẹp quá trời luôn, 85.000 xu len. Lá 3 em còn được 3 bộ. 3 bộ lá số 3, 57, 58, cái mặt số 3 lé luôn, xỉu luôn. Lá 3 chốt đơn. Có tím 3 nữa nha. Có tím 3, tím 4 luôn. Tím 3, tím 4 luôn. Hả? Có tím 5 luôn. 63kg không mặc số 3 được. 63kg là phải chân phải dài, cả tầm mét 65 mới mặc được nha. Tự mấy bà vô chọn size mà không vừa là em không có đổi đâu nha. Đúng rồi, chị Thảo Lê mà số 3 đẹp. 65kg cao mét 67 mặc số 3. Tím 4 cho Xu Hào. Tự vô chọn size mà không vừa là em không có đổi nha. Lá 3 chút Nguyễn Hiệp. Em có hộp gà nè, có cam nè, có vàng, có tím ha. Trời ơi, em giờ em không biết được hàng sẵn đâu chứ ơi, đặt mai có khi qua năm quá. 6 bộ buổi chiều và bộ vàng vừa xong sang số 5. Nói chung là ngày mai còn thì em đổi, còn không còn thì thôi á chị Lan. Chứ tại hàng này nó lộn xộn lúng trơn à, nó không có theo cái bông như giống như hàng em đặt mai được. Cái hàng này nó tùm lum từ lưa hả? Trời ơi, bà Trung Trần ơi, bởi vì em nghi lắm mà. 75kg, cao 1m56 đó, em nói thiệt với mấy chị mua hàng, mấy chị mua vậy chết shop rồi. Em tư vấn cho chị rất là kỹ, số 5 là 65-70kg, cao 1m6 trở lên. Và 75kg, cao 1m56, vô chọn số 5 là sao trời? Vậy chị Trung Trần, 75kg cao 1m6 là rất là to, không có mặc số 5 được, rách bộ đồ của em luôn. Chị vô chị chọn cho đã rồi bây giờ chị không vừa. Vô tự chọn số 5 đó chứ.
Vô tự chọn số 5 nha. Có bộ màu đen số 5 không? Vậy cho bộ màu đen và xử lý một con vịt nhé. Vô tự chọn xay luôn. Nói chung là mấy chị tự đi mua hàng rất là nhiều shop thì mấy chị phải mới biết được, hiểu không? Ai ví dụ như là, nói chung là em nói liền liền cái miệng em luôn à, đâu phải mỗi bộ đồ em cầm lên cái size này 765kg cao 65kg phải cao 160 vừa nha, không lẽ like nào em cũng cầm lên em nói hết. Rồi em nói miệng mồm này em nói lại 85.000 không có số 6. Trời ơi mấy chị mua hàng gì chết em rồi. Người khác người ta không có hàng để người ta mua, không lẽ giờ bộ đồ này cầm lên mới cũng ấy hết. Các chị mua đồ rất là quen thuộc bên em thì các chị cũng phải biết được canh xay giùm em chứ. Mình cao có 1m56, mình lửng lửng, mình muốn rộng thoải mái xíu là mình phải nhảy lên xay. Còn mình muốn ôm sát cho người mình thì mình mặc cái xay đó. 75kg cao 1m56 vô chọn khơi khơi số 5 à. Em cũng tưởng đâu bả biết canh xay rồi. Đã em nói là xay 5, 6, 7, 6, 8kg thôi. Ví dụ 70kg là phải cao 1m6 trở lên mới vừa nha. 75kg vô chọn số 5. Chồng vô cho nó tát cái áo em ra làm ba luôn. Mệt thiệt á. Thiệt luôn. Đi chạy tới chạy lui nó giờ mỏi cái giò cũng chết, chốt đơn cho mấy bà. Ê, rút cái bộ đi đậm số 4 em còn. Chị làm sao mặc xay đen được mà chị lấy màu đen số 5. Chị nào lấy riêu đậm số 4 chốt giùm em 60-65kg, 65kg cao trên mét 6 đổ lên. Rồi ok được chưa? Số 4 60-65kg, 65kg cao trên 1m6 trở lên mới mặc dù số 4 nha mấy chị ơi. Rồi ok. Riêu đậm này em có 4 và 5. Số 5 là 65-70kg, 70kg phải cao 1m6 trở lên nha mấy chị ơi. Mai mốt em ghi âm vô cái loa mà giống như mấy người bán chợ ngoài chợ á, nó đọc vậy đó, bật cái loa lên cái tự động có người nói cái loa đọc luôn như vậy luôn á. Còn ví dụ như mình không biết mình mặc cái xay gì thì comment cái cân nặng cộng chiều cao em tư vấn cho các chị. Mình không biết mình hỏi ha, người ta người shop người ta sẽ tư vấn cho mình mặc cho nó đẹp, mà tự vô mình chọn về lỡ rộng chút xíu bóp vô không sao, chứ lỡ chật cái là thua luôn ha. Riêu đậm 4 cho Nguyễn Tuyền. Cứ chị cũng 70kg nữa. 70kg rồi bà cao như em đâu có biết. Thiệt em bán em lúc nào cũng muốn các chị mặc đẹp hết á. Đặng các chị mặc đẹp các chị mới mua nữa đúng không? Còn các chị mặc xấu các chị giận rồi lấy gì mua. Mấy bà mua về bộ đồ 80-90 ngàn cũng là tiền vậy, rồi về mua bận bó thay bó thi rồi làm sao. Rồi mấy bà giận các bà đâu mua nữa. Đó. Rồi mấy chị mặc đẹp mấy chị còn giới thiệu khách người nhà cho em nữa chứ bộ. Riêu đậm số 4 em chốt cho chị Nguyễn Tuyền. Cái đó Xu Hào ạ. À? Nguyễn Tuyền rồi hả? Vậy chốt chị Xu Hào. Xanh đậm này đâu có số 3 đâu chị. Chị chốt gì vậy chị đẹp? Tím 3 là em chỉ có tím mà. Tím ha. Riêu đậm số 4 có số 5 luôn. Số 5. Ừ số 5 có 1 bộ à. Cái bộ đó màu gì thấy bông đẹp đẹp đi. Bên ở cái bên luôn. Màu gì à? Xanh đen hả? Màu đen. Màu đen hả? Đưa đen em coi coi. 85.000. Trời ơi nói. Đen hai bông nữa. Nói tôi đều muốn lòi cổ họng ra nhưng mà còn chọn xay tùm lum tùm la. Đen này số 5 giùm em hai bông. 85.000 đen số 5. Đen 2B. Đen 2B là đen hai bông thiêu nha, hai bông này nó thiêu. Chị nào lấy chốt giùm em đen 2B. Số 5. 65 66 67 kg thôi. 70 kg là phải cao trên 1m6. Nghe kỹ giùm em. Mình nghe không kỹ thì mình cắt mới mình cho cân nặng chiều cao. Ừ shop ơi. Tôi bây giờ tôi 70 kg tôi cao 1m5 vừa không? Ừ shop ơi, tôi 70 kg tôi cao như đó vừa không? Còn cho cái cân nặng không em không biết được em canh. Nói chung là chị Trần Thị Loan, chị đã mua hàng bên em một lần rồi nha chị. Hồi đó giờ chị mặc size mấy, giờ mặc size y vậy giùm em. Ok chưa? Đúng rồi, có thêm cái dòng eo nữa là chuẩn nhất 100% như đo mai các chị. Giống như eo em là 70 nè.
trên like lúc nào họ cũng báo, đúng không? Giờ không biết vô hỏi, eo tôi 100 vừa hôn, eo tôi 90, eo tôi 85 gì đó là ok, là chuẩn nhất luôn. Vậy là nó đen 5, chốt đen 5 giùm em. Mặt bà ba size 6 là không có vừa đầu bên em. Tại vì này không có size 6. Nếu mà có size 6 là chị vừa, còn không có size 6. Số thôi bây giờ lên số 3 cho các chị chọn đi ha. Số 3 em có mấy màu đẹp đẹp. Không có đồ bầu nha chị. Chốt giùm em màu này màu hồng đất đi. Trời, hồng đất hay bông số 3 nè, quá trời sang luôn à. Hồng đất này em có 3, có 4 luôn. Có 5 không anh? Hồng đất này em có 3, có 4, 85 ngàn. Chưa có giao hay chưa có gọi chị? Thì mua 4 lần rồi thì mua xây nào và mặc xây y vậy giùm em ha. Còn tùy theo cái đồ, ví dụ như bà ba thì mình mặc ôm, đồ bộ thì nhiều khi mình thoải mái hơn chút. Tùy theo cái đồ, còn pyjama thì nó rất là thoải mái rồi. Ví dụ pyjama chị mặc size 5 thì qua đồ bộ chị mặc size 4 thôi. Đó. Tại vì size pyjama là em đã may nó rất là thoải mái đúng không? Hồng đất 4 cho Thủy Nguyễn. Mình các tự các chị canh size giúp em cũng vẫn được mà. Hồng đất 4 em chốt. Màu hồng đất này rất là đẹp. Mặc rất là sang. Em có 3 có 4 thôi nha. Solen. Thiêu 2 bông. Chị lấy chốt em 85 ngàn hồng đất 3-4. Hồng đất 3 em còn được 3 bộ nha. Ừ, hồng đất 3, 3 bộ. Lên số 4. Số 4 mình còn màu gì ta? Mà em không biết kêu là nó là cái màu gì luôn. Trời. Hả? Màu này kêu màu gì mấy chị? Châu Anh. Trời ơi, cái gì mà màu gì vậy? Muốn màu này màu gì mấy chế? Màu này màu sấm tro hả? Không phải sấm tro, sấm tro là màu này. Màu này màu gì mấy chế ơi? Trời ơi, hết biết rồi. À, màu môn, đúng rồi, màu môn. Đúng rồi, tím môn. Cảm ơn giùm em, tím khoai môn. Số 4. Có số 5 luôn, tím môn, số 4, số 5. Dục ấy, cái bạch em ấy. Màu môn 4-5 giùm em. Môn 5 cho chị Nhung Lâm. Môn 5. Số 4 môn cho chị dâu tay. Cầm tập số 4. Số 4 môn cho chị Thúy Nguyên. Chốt giùm em hồng nha. Hồng này đẹp quá à. Không có tươi đâu, rất là sang. Chốt giùm em là hồng 4 nha, 60-65 kg. Khoảng tầm 63-64 kg, 65 kg là phải cao 1m6 mới được. Chốt giùm em hồng, hồng này em có hồng 3 nè. Chốt giùm em hồng 3. Hồng 4, hồng 5. Hồng 3, 4, 5, chốt đơn. Su len đẹp quá. Hồng 4 em có được 3 bộ thôi. Chốt giùm em màu này màu lý 50 kg em không có xay chị. Màu lý chốt giùm em. Dạ 90 kg em không có xay luôn cục vàng ơi. Cảm ơn giùm em nè. Xanh lý số 4 em có 1 bộ thôi. Hồng mà không có số 2 rồi chị. Hồng 4 cho chị Thúy Nguyên. Em lấy 2 bộ này ra em. Lý 4 Phạm
67 ký cao mét 67 á, mặt số 4 là cũng đẹp rồi đó. Lý 4 cho dâu tây. Đưa em đây. Lý 4 còn bộ nào nữa không anh? Mẫu hoa bông này nè. Lý 3 em chốt cho chị Công Trinh. Lý 4 em gái hết rồi nha. Trời ơi màu này nó đẹp quá trời vậy trời. Màu này chốt giùm em màu cacao đi. Cacao này em có hình như có số 3 bộ nè, số 4 bộ nè. Số 4 2 bộ cacao giùm em. 85.000 chị. Khách mới cho em cân nặng chiều cao em tư vấn cho. Trời ơi cacao sang quá. Cacao 3, 3 1 bộ, 4 2 bộ. Hàng hiếm em móc ở dưới lên nè. Sâu len giùm em. Ok chị Tuyền, không lấy cái nào mà mới em xả em gọi xả ra nha chị. Cacao 2 bộ, số 4 nha. Móc giùm em cái tím này coi, tím 4 nè. Nguyên cặp đó luôn á. Cacao 4 em chốt chị Thấm Hồng. Em còn bộ cacao nữa, chế nào lấy chốt luôn. Cacao 4 em chốt chị Thúy Phạm. Cacao này sang lắm. Tím giùm em có 4 nè. Có 3, có 4, có 5. Có 5 không anh? 5 còn không? Tím cây sang sang đây cũng có nè. Tím 3, tím 4, tím 5, tím 2 bông. 1 bông, 2 bông. Cacao 3 cho Nguyễn Kim Phụng giùm em đi. Anh ơi bay qua đây em giúp cái giọt á. Chốt đơn giùm em tím 3, 4, 5. Đúng rồi. Khoan rồi. Không phải luôn nó tím. Không phải, cái cacao ba em hết rồi chứ ơi. Mà hồng đà hồng đất mà tưởng nó cacao. Tím 3 4 5. Tím 3 4 5 giùm em. Đó luôn. Là chị Ngọc Loan Bùi ơi, chị nhiêu ký nha chị? Nhiêu ký cao nhiêu vậy chị? Vô tự chọn xay giờ em sợ quá. Em sợ lát chất lớt hết trơn. Đỏ đô giùm em số 4 nè. Đỏ đô số 4 giùm em. Đẹp xuất sắc luôn. 74 đơn. Đỏ đô số 4 chốt đơn giùm em. Cái bộ bao này đẹp không? Đằng cái đằng trong cái đó. Cho chị đổi bộ đen lấy đen 2B hả? Hai bông hả? Đen hai bông gì chị Thúy Ngô ơi? Đen hai bông hả? Đen hai bông số 5 mình có không anh? Em 90 không có say chị. Đỏ đô 4 cho Nguyễn Tuyền. Đen 2 bông số 5 cho Thúy Ngô. Thấy chưa, không hỏi là chốt tầm bậy nữa rồi thấy không. Một bộ chị Ngọc Trang chứ không phải 185. Bơ giùm em là bơ 4 nè. Bơ 4 này mẫu này em có bộ một. Coi cái mẫu kia phải không anh? Số 4 nè. Nó luôn. Hai bông. Bơ 4. Bơ 5 luôn. Bơ 3 luôn. Bơ 3 4 5. Bơ 4 cho chị Thủy Nguyên. Rồi chị Thủy Nguyên 5 bộ hay gì để em ngưng chốt nha chị.
số 2 em hết trơn số 2 rồi chị Mai Diễm ơi. Lúc mới nhập số 2 về quá trời ế mấy chị, tại em bán số nhỏ không có được. Lúc này em năn nỉ trên lọ đừng giao số 2, giờ số 2 có 20 không đủ bán. Bộ chị mặc 48kg vừa em mà có bộ một mà chốt không đủ đơn. Lúc lấy size nhỏ về ế quá trời luôn, lúc mà không lấy thì khách hỏi quá chừng. Lấy màu hồng sữa ra giùm em ơi, hồng sữa đẹp quá. Đây đây nè. Trời ơi, hồng sữa số 4 xuất sắc luôn. Không có lửng chị ơi. Em chắc không ra lửng, nó lửng ế quá. Chị đâu lấy hồng sữa, chốt hồng sữa giùm em size 4 nè. Mà này nó ngọt, phải nói luôn trời. Xuất sắc luôn, số len giùm em. Trời ơi, hồng sữa. Hồng sữa có 3 nè. Có 3, có 4 luôn, có 3 có má luôn, cổ thiêu nè. Có 3, có 4 hồng sữa. Ủa rồi em tháo ra rồi, cái bộ đồ dục nó tiêu rồi. Cái bọc. Sữa 4 chốt cho bé Tài. Bơ 3 cho Nguyễn Kim Phụng. Bộ em ra mặt số 2 nè chị Phụng. Sữa 4 cho chị Xu Hào. Em có sữa 5 luôn nha, có sữa 5 luôn. Sữa 4 mình còn không? Bên này. Đó. Ừ. Sữa 4 em hết rồi, 58kg bằng số 3 đẹp chứ chị. Sữa 4 em hết, bơ 3 em chốt công sinh. Dạ không. Ừ đúng rồi, cái đó sữa đó. Sữa 4 chốt chị Thúy Phạm. Sữa 4 nè. Đó, sữa 4 sữa 5 luôn. Chị nào lấy chốt giùm em. Sữa. Đau quá. Không chị. Bên em không có vụ mà đổi trả. Trời ơi ông nội ơi, mua hàng mà bán không hết đổi trả chắc em, chắc giờ em giàu luôn á, thiệt á. Nếu mà bán không hết mà đổi trả là giờ chắc em giàu rồi đó. Không có đâu giờ đổi trả đâu chị. Nếu mà giờ họ đổi trả họ cũng nâng bộ đồ lên tới 10.000 20.000 nữa hay mấy chị. Bơ ba chốt Nguyễn Châu. Và chị Đình Phan á, chị mua hàng bên em gọi chị một lần rồi chị không có bắt máy, làm em phải xả đơn hàng của chị rồi. Chị vô chị hỏi em gì nữa về chế đẹp. Có màu này nhức nách luôn nè. Màu hồng cà số 4 nè. Có số 3 luôn. Trời ơi. Hồng cà giùm em. Bên em không có đổi trả đâu chị. Giờ đi kiếm chỗ mà đổi trả không có. Nói chung á là bây giờ hồi xưa em giao ở những cái khu vực gần em á, thì bữa trước em gửi bữa sau nhận à. Còn bây giờ là ảnh hưởng vô dịch mấy chị. Nhiều khi đồ tới á, cái bưu cục đó có shipper nó bị F0, cái bắt đầu bưu cục phải bị phong tỏa. Đó mấy chị cố gắng đợi giùm em để ngày mai á. Ngày mai em kêu ở trên nó rà soát đơn lại rồi em báo lại ha. Hồng cà 4 chốt bé Tài. Mấy chị cũng thông cảm giùm em chứ em muốn mấy chị nhận sớm lắm để tiền em được về sớm. Mấy chị nhận là em có tiền đó. Nhưng mà tại giờ dịch đó mình nhiều khi đồ á em mua cũng vậy nữa. Nhiều khi nó em ở Vĩnh Long phải không? Nó về cái bưu cục nằm bên Cần Thơ, cái nó bị bưu cục nó bị F0, cái nó phong tỏa nguyên bưu cục á, nằm một tháng chờ hàng em ở đó luôn. Em về hồng cà 4 chốt chị bé Tài, chốt cho Xu Hào. Hồng cà 5 mình có không?
À, hồng cà 5 em không có, có hồng cà 3 hả chế? Không có hồng cà 6 này, chị không có xe 6. Bơ số 3 hả? À, bơ số 3 em hết rồi chị gái. Bơ 3 em hết rồi. Hồng cà 5 không có, có hồng cà 3, hồng cà 4 mà. Anh lượm bộ hồng cà đó coi, em có phải số 5 không? Đầu tay lỡ là đầu gì chị Lan ơi? Hồng cà số 4 em còn bộ. Cam đất thì em còn 3, còn 4, còn mình còn 5 cam đất thôi. Cam đất em còn 3, còn 4 mà. Su len 85 ngàn đã lắm. Mặt mát cực kỳ luôn. Su len chốt đơn dùm em cam đất 3, cam đất 4 nha. 85 ngàn. 85k chứ không phải 185 đâu nha mấy chị. Rồi lấy bộ em mặc cho chị Kim Phụng. Dễ thương lắm Phụng. Chị có bán đồ chị mặc à, có không chị? Có không là sao? Vào đồ ở trong hả? Đồ em mặc hả? Có bộ một à? Tự nhiên lẻ loi bộ số 2 cái em lấy em mặc vậy đó mấy chế. Số 3 cam đất chút chị Mai Diễm. Cho đổi cổ màu tím màu đen là cái gì chị? Cổ tim màu đen hả? Cổ tim màu đen là cái gì? Trời ơi bà Long Nguyễn này bà mua cái gì vậy? Cổ tim màu đen là cái gì vậy chị? Cổ tim màu đen là cái gì? Trời hàng này không có hàng đổi được đâu mấy chị. Tại vì nó không có giống nhau. Trời ơi cái hàng này mấy chị hiểu được cái vấn đề ôm lô không? Ôm lô giống như là trên lò nó báo em là ừ có su len mẫu này vậy nè. Bây giờ em phải ôm hết 1.000 bộ với giá là 75.000. Em về em bán cho mấy chị 85.000 em lời 10.000 một bộ. Họ không có cho em chọn cổ đâu, em ôm xô rồi đem về em bán đó mấy chị. Cổ là cái gì nữa? Thôi xả đơn chị Loan Nguyên đi. Chốt giùm em màu này số 2 nè, xanh lam. Giờ coi cổ gì nữa, nói cái gì em không hiểu gì trơn. Đã đơn em chốt cho chị rồi, bây giờ nó nằm một đống hơn sao vậy nè. Khoảng bây giờ là khoảng 300 bộ á sao á. Bây giờ lôi kiếm một cái tên của chị là mở lên coi cái cổ em không có làm được. Chị mới cởi ra xăm 3kg đi. Không có em ơi, mới cởi ra có số 2, có duy nhất bộ à. Tím thang số 3 chốt giùm em. Tím thang số 3 55 đến 60kg. Mẫu con công cũng đều theo luôn nha. Tím thang 3. Tím thang 3 em còn 2 bộ. Chốt đơn giùm em. Sô len tím thang 3 chốt đơn giùm em. Tím thang 3 em có 2 bộ nè. Cổ con công này là thiêu nha. 85 85 nha mấy cục vàng. 83kg cho chiều cao đi. Chị canh xay cho em. Chị muốn coi cái gì chị đưa chứ giờ. Nói 83kg không chị cũng biết mặt số mấy nữa. Vàng nghệ này em có 3, có 4, có 5. Vàng nghệ 3, 4, 5, 85.000 xô len giùm em. Bông là cái gì? Lam 2 đang mặc cho bé Tài. Thang 3 cho Kim Phụng. Ừ. 70kg cao bao nhiêu chị? Ngày mai em nghỉ, ngày mốt em nghỉ. Nghệ 3 em chốt chị Kim Phụng. Lam chốt bé Tài. Hình như lam này mình mặc có số mấy vậy ta? Lam em mặc có số 5 á nha. Lam em mặc có số 5. Bông đang mặc là a. À, bông đang mặc là lam hả? Dạ em không có số 3. Lam đây em có số 5. Dạ em không có số 6. Ok chị Kim Phụng mà tôi phái gọi cho bà hà được không? Phái
máy gọi tôi nghe giọng bà vậy đó. Màu vàng giùm em vàng nghệ nè. Em hết size 2. Em 45 kg, cao 1,5 m nha mấy chị đẹp. Sao chị Nguyệt ơi, chị cao 1,6 m, chị nhiêu ký chứ? Nè. Nghệ em mặc số 3 lận nha. 70 kg, cao 1,6 m, mặc số 5. Nghệ này em có 3-4-5 nè. Rồi mặc màu nghệ lên nó trắng dữ vậy trời ơi ạ. Em có lá nè. Lá 3, lá 4, lá 5. Nghệ 3 em chốt chị Mai Diễm. Chốt giùm em xanh lá 3-4-5. Lá 4 chốt bé Tài nè anh. Nghệ 4 trắng ghê luôn nha bé Tài. Lá 3 cho Nhi Nguyễn, cho chị số điện thoại nha anh gái. Màu bơ xay mấy chị Mai Hoàng ơi, lá 3 em chốt chị Mai Diễm. Màu bơ hay là màu bò? Lá 4 em chốt Xu Hào. Xuất sắc nha chị nữ. Em không có size 6 chị. Tại lô này về em không có size 6 nha. Duy Nguyễn hả? Hàng gì chị thấy em quen quen. À rồi coi tím và đen hả? Trời ơi, bà không có nhắn tơ bỏ dấu. Nghệ 3. Nghệ này nghệ 5 em chốt Loan Võ. Ừ. Nhìn màu đó không biết màu nghệ luôn hả? Nghệ 3 em chốt chị Nguyễn Hiệp. Nghệ lên đẹp lắm. Rồi. Dạ, hàng này em cũng tiếc quá trời chị. Đen số 5 hả? Lấy đen số 5 cho chị. Một bộ. Đen 5 hả? Đen 5 em còn mẫu 2 bông thôi chị. Đen 5 em còn mẫu này nè. Mẫu 2 bông, đen 5. Sâu lên nha chị. Đen 5 chị nào lấy chốt giùm em. Đen 5 này em còn được 3 bộ. Lấy màu tím cho chị. Ôi cho em. À, nghệ 3 em chốt. Màu bơ hay màu bò không để dấu em không biết rồi. Nguyễn Châu. Nghệ 3 em chốt chị Nguyễn Châu. À, xây 4 Nhi Dương lá với nghệ. Nghệ đây nè. Rồi ok Nhi Dương. Mời em ra đây đi. Ủa Tuyền hả? Thun tay dài hả? Thun tay dài chỉ có pyjama thôi à. Lấy bộ da đó cho em. Số 4 rồi. Da 4 này đẹp lắm nè. Như Dương lấy bộ đi em. Da 4 này em có 3 bộ. Sang ghê luôn, da 4 em có 2 bộ thôi. Cái này có số 5 không anh, này kia thấy phải không? Ừ giống không? Da 4 và da 5 giùm em. Da 4 chốt Xu Hào. Màu xanh B là màu gì? Xanh bò hay là xanh da bơ hay là xanh dương hay là gì chị? Da 4. Giờ xanh ở đây là chị hỏi xanh gì? Có 2 túi chị nè. Quần 2 túi nha.
đỏ cam chốt đơn giùm em. Đỏ cam nè em có 4 với 5. Trời ơi mặc màu này lên có 3 luôn. Đỏ cam 3, 4, 5 quần có 2 túi chị đẹp. Vải đẹp lắm, siêu len. Đỏ cam 3, 4, 5 má ơi màu này nó đã. Có số 1 em để lại em mặc liền luôn. Mặc ra chợ mà chỗ lựa cá một cái ha, tao nói mấy bãi dòm. Rồi chốt giùm em, đỏ cam 3, 4, 5. Ủa rồi cái bọc đưa bọc em. Cam 3 chốt kim phụng nè anh ơi. Đeo đây lấy em bộ anh. Chế kem phụng giống em mẹ khoái màu nổi rồi. Không biết 11 mình lớn lớn sao. Cọc đó. Ừ. Bộ à. Đỏ cam số 4 cho chị Xu Hào, màu da nó đẹp lắm, sang lắm. Màu da chốt cho Nhi Dương. Số 4 màu da nãy em giới thiệu á. Rồi ok, cảm ơn em gái. Có cái màu gì lạ lạ không giới thiệu không bội. Nhiều đậm nè. Ơi. Nhiều đậm số 4 còn 3 bộ. Đỏ cam số 4 còn không? Còn bộ phải không? Đỏ cam số 4 chốt tiên vỏ. Đây đỏ cam bán được rồi, còn đỏ cam không? Đỏ cam hết rồi, em còn số 5 không à. Hai bông số 3 còn nhiều lắm chứ. Riêu đậm số 4 giùm em, đỏ cam hết rồi Ngọc Lợi ơi. Riêu đậm số 4 đi, em còn được 3 bộ. Riêu đậm nha. Riêu đậm 4 còn được 3 bộ. 60-65kg. 65kg cao trên mét 6 giùm em. Đỏ cam số 5 cho chị Nguyệt Chi, cho em số thoại đi chị. Riêu 4 giùm em, có riêu 5 luôn. Riêu này rồi em có riêu 4, riêu 5. Màu này chốt giùm em là màu ghi ha. Màu ghi, màu lông chuột gì 4, 5. Lông chuột 4, 5 giùm em. Chốt đơn đưa mọc em. Mẫu 2 bông mình còn cái gì? Số 3. Số 3 là 63kg không vừa đâu nha Ngọc Lợi ơi. Lông chuột 4 cho Xu Hào. Đỏ cam 3 cũng hết luôn. Dạ. Màu này màu hồng đất xây 3 mẫu 2 bông nè chế. Hồng đất số 3 mẫu 2 bông nè. Hồng đất này em có 3, có 4 luôn. Có 5 không? Hồng đất 2 bông em có 3, có 4, có 5 nè. Trời màu hồng này có số 1 lấy mặt liền nó sang. Bán được mà ổng không ma, ổng nên chín rưỡi hoài. Rồi em xuống like nha mấy chị đẹp ơi. Chú bà. Hồng đất 4 chốt chị tiên vỏ. Đây nè. Hồng đất 4 cho Xu Hào. Hồng đất này sang lắm. Đen 3 em còn. Đen mặt là vàng nghệ. Đen 3 em còn 2 bông nè chị Anh Thư. Đen 3 em có 2 bông. Chốt đơn giùm em đen 3 nè. Ê mình có cái vàng tươi số 4 kìa.
Trời ơi, cái bàn tư số 4. Hồng đất 5, còn không? Không. Hồng đất hết rồi. Hồng đất 5 em hết rồi chị. Đen 3 cho Kim Phụng. Đen 3 Quỳnh Trúc Đào. Đen 3 cho Minh Anh Thư. Đen 3 cho 6 Ly Ngọc. Vậy hả? Ủa? Vậy để chị lên mấy cái con lựa. Vàng này vàng 4 nè. Eo 84 là phải mặc số 4 đi chị. Nha. Nghệ 4 cho qua Trinh Nữ. Thêm bộ đen 4 à. Đen 4 mà còn bộ nào không? Là cái này. Kè bên kia kìa. Đen 4 cho chị Anh Thư. Vàng này là vàng tươi luôn. Trời ơi nó đẹp. Vàng 4 em chốt Xu Hào. Xem nó bọc nè vàng này. Vàng tươi này có số 3 luôn á. Cái bộ đó tươi. Đỏ tươi này em có 3, có 4 và có 5. Đỏ tươi 3, 4, 5. Nâu xe mấy chị Phước Ngọc ơi? Nâu hình như ở đây em còn xe 3 nè. Xe 4. Lấy hai bộ số 5 cái màu dạ dạ đó qua cho em cái cây đó đó. Hai bộ ở giữa. Đỏ tươi 4 chút Xu Hào. Cái màu dạ dạ em đâu nói màu lý đâu trời, hai màu hồng hồng đó. Ừ. Và nghệ số 5 cho Loan Nguyễn. Và nghệ số 5. Phước Ngọc hả? Phước Ngọc màu nâu kìa. Nâu nè chị Phước Ngọc ơi. Nâu nè em còn nâu 3, nâu 4 nè chị. Nâu nè em còn nâu 3, nâu 4. Chốt đơn giùm em. Nói nghe nè, số 5 em còn 2 bộ màu da đậm nè. Đâu xuất hiện đây, trời đẹp quá. Trời ơi, da đậm số 5, đỏ tươi số 5, chốt chị Nguyệt Chi. Mở kia đi. Nâu đen là cái gì chị? Nâu đen không có. Da đậm, chốt da đậm giùm em số 5. Trời ơi, nó sang. Da đậm, chốt da đậm giùm em số 5. Em có 2 bộ duy nhất thôi. Lấy cho chị, lấy cho em bộ hồng sữa anh. Da đậm cho chị Nguyệt Chi số 5, hồng sữa số 4 á. Màu hồng dâu. Này em có size 2 3 4 5 á chị Cúc. Hồng dâu này em có size 4 60 65. 65 kg cao đổ lại vừa. Lấy bộ, lấy nâu 4 em chốt chị Nguyễn Tuyền. Đen 4 cho Phước Ngọc cho em số điện thoại. Cái này là xanh đen này, mình tỉ màu đen với màu xanh đen nè em. 54kg cho chiều cao chị Hồng Nhung hả? Mua hàng gọi điện nói nhầm số.
Hồng dâu này xay 4 giùm em nè. Trời ơi nó ngọt, còn ngọt còn hơn em. Hồng dâu này có xay 5 luôn. Tự nhiên bọc tải ra rồi đâu mất tiêu rồi. Hồng dâu 4 và hồng dâu 5. Xay 5 là 65, 66, 67 kg, 68, 69, 70 kg cao xíu giùm em. Dâu 4 đưa em cái bơ 4 rồi. Đúng rồi. Bơ 4 đi, bơ 4 nè. Bơ 4 em lấy, chị lấy cho Xu Hào ơi. Dâu 4 chốt Thủy Nguyên. Chị Thủy Nguyên ơi, em ngưng chốt với chị nha chị. Tại vì khách mới á, chưa biết mặt vừa không á chị ơi. Chốt ít cho chị đẹp. Bơ 4 nè, trời ơi nhức nách luôn. Bơ 4 chốt Xu Hào. Bơ này em có số 5 nè. Mấy em bỏ hồng sữa thật là số 4 lên em coi còn mọi người. Hồng dâu không chịu, chịu hồng sữa không? Ừ. Nè. Hồng sữa nè. Hồng dâu cho chị Tiên vỏ số 4. Chốt giùm em là hồng sữa đi. Hồng sữa này em có 3, có 4 luôn. Hồng sữa mình có 5 không chồng? Có 5 luôn, hồng sữa 3, 4, 5. Chốt đơn giúp em. Lấy xanh dương 4 cho em. Ship 30 ngàn cho một đơn hàng á chị. Dương giùm em. Dương này em có size 3. Hồng sữa 3 chốt chị Dung vỏ. Dương 3, Dương 4 giùm em, Dương 5, 3, 4, 5. 85 ngàn. Dương 3, 4, 5 giúp em. Xu lên. Màu xanh đó đưa màu xanh trước. Vậy Xu Hào lấy Dương 5 hả? Lấy Dương 5 hay Dương 4? Có lộn không? Chốt giùm em xanh chuối xe 3 nè. Có bộ 1. À xe 3 với xe 5. Chuối. Chuối 3, chuối 5 giùm em. Ừ tôi thấy nhầm mà. Dương 4 cho Xu Hào. Tôi thấy tôi biết bà nhầm liền. Chú 3, chú 5. Còn màu nổi nổi không bà chế tôi có khoái màu nổi. Ê chuối này em có 4 luôn. Chú có 4 nè, cái này nè chú 4 rồi nè. Xay 5 là 65 đến 70 kg. Ấy mấy cái phải cao mới vừa rồi em xuống like nha mấy chị em mệt quá trời luôn rồi. Ngày mai em chốt đơn hết nha. Chuối 4 không có, có lá. Có lá được không? Lá thì chuối, chuối không có, chuối nổi quá không có. Chuối 3 cho Nhi Nguyễn. Rồi em xuống like nha. Rồi vàng 3 em đang mặc có nè. Vàng nghệ. Vàng nghệ em đang mặc chốt chị Dung. Vàng em đang mặc số 3 nè. Chốt kêu chị Dung. Rồi em xuống like nha. Quá đuối rồi. Ngày hôm nay bán 5-600 bộ đồ luôn á mấy chị. Muốn vậy em muốn mát mát à. Rồi bye bye nha. Ngày mai bên em sẽ chốt đơn. Ngày mai ba nhân viên chốt đơn. Em với chồng em với đứa lính em nè.